Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 10. Nói xong, Tần Lâm chỉ vào máy cắt kim loại nhỏ trong tiệm của ông chủ lúc nãy. Cho tôi mượn chút nhé. Được, ông chủ cũng vô cùng hứng thú, món đồ chỉ giá có mấy tệ mà lại có thể được giao dịch với giá 500.000, ông ta muốn xem tên nhóc này ngu thật hay giỏi thật. Dưới con mắt của mọi người, Tần Lâm đi đến chỗ máy cắt kim loại, đặt ly rượu nhỏ vào trong, bắt đầu cẩn thận cắt. Ly rượu bị Tần Lâm cắt làm đôi, mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tốn 500.000 để mua về ly rượu xong lại cắt ra. Còn tưởng rằng anh có thể cắt mấy cục sắt thừa ra, kết quả, chiếc ly lại bị cắt hỏng. Ha ha, người anh em, cậu đang làm trò đấy à? Đúng vậy, cậu đang chơi trò gì vậy, mua đồ về rồi cắt ra, cậu khiến tôi buồn cười quá. Lát cắt này chỉ giá tận 500.000, giỏi thật. Ha ha ha. Vương Vân tức đến mức hận không thể tiến lên tát cho Tần Lâm một phát, thằng nhãi này điên rồi à. Tuy nhiên, ông cụ cao lại nhíu mày, cúi lưng tập trung nhìn. Chẳng mấy chốc, sắc mặt ông cụ thay đổi. Đây là... Tần Lâm mở ra, bên trong lộ ra màu vàng, mặc dù rất bé thôi nhưng có thể thấy được bên trong cục sắt này không phải là sắt gì. Tần Lâm cắt rất cẩn thận, dù sao cũng không chuyên nên chỉ có thể cắt một cách đại khái. Chẳng mấy chốc, một chiếc nhẫn ngón cái bằng vàng xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là... Ông cụ cao đột nhiên thay đổi sắc mặt, hai mắt phát sáng. Đây là nhẫn ngón cái của Hoàng Thất. Mặc dù chỉ nhìn thấy một phần, nhưng từ khe hở bé bé kia có thể thấy được đây là một chiếc nhẫn ngón cái bằng vàng ròng. Hơn nữa hoa văn ở bên trên được làm thủ công, có vẻ như là nhẫn của Hoàng Thất thời Nguyên, biết đâu còn được Thành Cát Tư Hãn hay Hốt Tất Liệt dùng, đúng là món bảo vật thật sự. Món đồ vô giá. Quan trọng là chiếc nhẫn ngón cái này đã nằm vỏ suốt bao nhiêu năm tháng, bị kẹp giữa chiếc ly cũ nát này, được bảo tồn vô cùng tốt, nếu như sử dụng công cụ chuyên nghiệp thì có thể lấy được chiếc nhẫn ngón cái bằng vàng ròng ra một cách hoàn chỉnh. Ông cụ cao thực sự muốn tát cho mình một phát, món đồ quý như này mà lại bán với giá 500.000. Đúng là tham thì thâm mà. Nếu như không vì tham mấy trăm nghìn thì ông ấy cũng sẽ không bán món đồ quý giá này đi. Thầy cao, chiếc nhẫn ngón cái có giá bao nhiêu tiền? Mọi người xung quanh đều sững sờ, trước nay chưa từng được thấy một món bảo vật quý giá như này được khai quật ngay tại chỗ. Con người của ông cụ cao co rụt lại, ông ấy nói. Giá tiền cụ thể thì tôi không biết, có điều ít nhất cũng phải hàng chục triệu. Xì, mọi người đều hít một hơi lạnh. Hàng chục triệu, món đồ được mua với giá 500.000, bây giờ có thể bán với giá hàng chục triệu. Đây đúng là món hời mà. Quan trọng nhất là nếu như Vương Vân đứng bên cạnh không làm loạn, thì Tần Lâm đâu cần tiêu 500.000 này, tự nhiên nhặt được 10 triệu rồi. Cao thủ, đúng là cao thủ thật sự. Ông cụ cao thở dài một tiếng, lần này ông ấy nhìn nhầm rồi, không ngờ lại thua một cậu thanh niên. Cậu nhóc, lần này tôi tâm phục khẩu phục, tôi đã được mở rộng tầm mắt, đúng là núi cao còn có núi cao hơn nữa, thế này đi, cái nhẫn này của cậu. Tôi có thể giúp cậu liên hệ với một số bên bán, phí thủ tục trung gian tôi không lấy, hoàn toàn miễn phí. Mọi người lập tức lộ vẻ ngưỡng mộ, ông cụ cao là người vô cùng có uy tín trong ngành, đích thân ông ấy đã ra tay thì món đồ này nhất định sẽ được bán với giá cao. Tần Lâm gật đầu, nếu đã vậy, thì cảm ơn ông. Vương Vân vui vẻ nói. Cảm ơn ông, tí nữa tôi sẽ gửi số thẻ cho ông. Trúc Linh Linh nhíu mày, mẹ. Chuyện này liên quan gì đến mẹ, đây là anh Tiểu Lâm tự mình tiêu 500.000, mẹ bán rồi còn gì. Vương Vân liếc mắt, con rốt cuộc là con gái của ai, sao con cứ bảo vệ cho người ngoài vậy? Cái gì mà cậu ta mua, rõ ràng là tiền của con, cậu ta chỉ giúp con giám định thôi, đưa 20-30 nghìn cho cậu ta là được, chẳng nhẽ lại đưa toàn bộ số tiền cho cậu ta chắc. Hơn nữa, cho dù có đưa cho cậu ta có thể tiêu chắc. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, thế nào cũng được. Anh đến đây là vì Trúc Linh Linh nhờ anh giúp đỡ mà thôi, còn về tiền nong, Tần Lâm cũng chẳng quan tâm. Trúc Linh Linh cạn lời, dù sao cũng là mẹ ruột, nếu đổi thành người khác, cô ấy nhất định sẽ vô cùng căm ghét. Sao có thể vô liêm sỉ đến vậy chứ, lúc trước anh Tiểu Lâm giúp đỡ, bà ấy tỏ ra thù ghét. Mua được món đồ tốt, bà ấy vừa quở trách người ta, vừa coi nó là rẻ rách mà bán đi. Kết quả anh Tiểu Lâm tự tiêu tiền của mình mua về, biến nó thành bảo vật, thì bà ấy lập tức chiếm làm của riêng,
đâu ra loại người như vậy. Trúc Linh Linh tức giận, kéo tay Tần Lâm đi lên trước rồi nói. Anh Tiểu Lâm, anh không tức sao? Tần Lâm nói, dù sao cũng là mẹ của em, không cần phải so đo với bà ấy. Trúc Linh Linh nhìn Tần Lâm, gò má ửng hồng, vội vàng quay đầu đi. Ba người vừa ra khỏi chợ đồ, mấy chiếc xe van đột nhiên vây lại, chặn trước cổng. Vương Vân nhíu mày, bất giác lùi về sau, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng của mấy người đàn ông. Muốn chạy, không dễ vậy đâu. Vương Vân quay đầu, lập tức nổi giận. Là anh. Người chặn ở sau lưng bọn họ chính là ông chủ bán bình hoa giả cho Vương Vân. Ông chủ lạnh lùng hừ một tiếng, mấy người thử hỏi thăm xem, giả lão tam tôi cũng có chút tiếng tăm ở chỗ này đấy, mua được bảo vật từ chỗ tôi, không đưa tôi chút tiền mà chạy hả? Đây là quy tắc bất thành văn trong ngành. Đó là nếu như mua được bảo vật của tiệm nào, bán được bao nhiêu tiền, thì phải đưa phong bì cho ông chủ tiệm đó, coi như là tiền thưởng, cũng như là đền bù cho người ta một chút. Có điều đây là hành vi tự nguyện, chứ không phải bắt buộc phải làm vậy. Vương Vân nhìn giả lão tam đến là biết không có ý tốt, cảm thấy hơi chột dạ nói. Được, anh muốn bao nhiêu? Dù sao vừa nãy cái nhẫn đó có thể bán được với giá 10 triệu, nếu như đưa ông ta 3 năm chục nghìn thì cũng được. Giả lão tam duỗi 5 ngón tay, đặt trước mặt bọn họ. Vương Vân nói, 50 nghìn. Giả lão tam lắc đầu. 500 nghìn, Vương Vân nhíu mày. Giả lão tam lạnh lùng hừ một tiếng, tôi muốn 5 triệu. Mặt Vương Vân lập tức biến sắc. Anh có mà nằm mơ. Đây đúng là đòi hỏi quá mốc, đâu ra đòi thưởng đến 5 triệu. Món đồ này bọn họ còn chưa bán ra, mà cho dù có bán rồi thì cũng không thể cho bọn họ 5 triệu được. Giả lão tam lạnh lùng hừ một tiếng, nở nụ cười. Xin lỗi, có đưa hay không không, người quyết định không phải chị. Nếu chị đã không muốn đưa, thì tôi chỉ có thể lấy lại chiếc nhẫn, 1 triệu này trả chị. Chị trả lại bình hoa và chiếc nhẫn cho tôi. Mặt Vương Vân tái mét. Anh nằm mơ, lúc trước khi tôi mua bình hoa giả của anh, chúng ta đã nói rõ ràng là tiền trao cháo múc, anh nhất quyết không cho tôi trả hàng, bây giờ tôi kiếm đủ tiền rồi thì anh lại muốn trả tiền đòi lại hàng sao? Còn lâu. Giả lão tam hừ lạnh lùng một tiếng, một đám người bước xuống từ xe van bao vây lấy bọn họ. Có trả lại hay không, chị không có quyền quyết định. Mặt Vương Vân trắng bệch ra, không ngờ rằng tên giả lão tam này lại lật lọng như thế, dám ra tay ở chợ đồ cổ Hoa Liên sao? Đương nhiên là giả lão tam không quan tâm đến những chuyện này, mặc dù làm như thế sẽ phá vỡ quy định, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng, nhưng đây là món đồ 10 triệu tệ, tiếng tam xấu thì có sao chứ? Xong vụ này giả lão tam sẽ không làm việc nữa, 10 triệu tệ đủ để ông ta tiêu trong nửa đời còn lại. Lúc đám người giả lão tam đang dần tiến đến bao vây, đột nhiên có tiếng quát lớn ở cửa. Làm cái gì đấy? Nghe thấy giọng nói này, giả lão tam run rẩy, vội quay đầu lại nhìn thấy người đến, ông ta giật nảy mình. Ngô lão gia. Giả lão tam thở phào, là người của mình. Ngô lão gia là ông chủ bán đồ cổ có quyền thế nhất tỉnh Hán Đông, cả cái chợ đồ cổ Hoa Liên đều là sản nghiệp của ông ấy. Đương nhiên cái nghề này cũng có một vài chiêu trò thủ đoạn. Nhiều lúc Ngô lão gia nhìn thấy cũng chỉ nhắm mắt cho qua. Ngô lão gia dẫn theo 4 vệ sĩ, ai ai cũng hung dữ, cơ bắp cuồn cuộn, nếu như đánh nhau thật thì có 10 giả lão tam cũng không đấu lại được. Ngô lão gia, tôi có chút chuyện riêng, sẽ giải quyết xong ngay thôi. Ngô lão gia gật đầu, cái loại tầm thường này chỉ thích làm mấy chuyện không đàng hoàng, mặc dù ông ấy cũng thấy phản cảm, nhưng cũng không quản nổi, chỉ nhắm mắt cho qua. Lúc chuẩn bị đi, đột nhiên ông ấy nhìn thấy Tần Lâm đứng bên cạnh hai người phụ nữ. Ngô lão gia lập tức sững sờ, Tần Thần Y. Ông ấy vội tiến lên bắt tay Tần Lâm. Đúng là Tần Thần Y, trước đây ở bệnh viện vội quá, tôi chỉ lo chăm sóc cháu gái nên không kịp chào hỏi cậu, thực sự là lỗi của tôi. Tần Lâm mới chữa khỏi bệnh cho cháu gái của ông ấy, đương nhiên là hai người có quen biết rồi. Ngô lão gia khách khí rồi. Ngô Anh Trác quay đầu, lạnh lùng nhìn giả lão tam. Anh làm cái gì vậy, dám bất kính với ân nhân của tôi sao? Giả lão tam sợ hãi, ông ta không ngờ rằng tên này lại quen biết Ngô lão gia. Ân nhân của Ngô lão gia. Giả lão tam nuốt nước bọt rồi nói. Ngô lão gia, tôi thực sự không biết, xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Ngô Anh Trác hừ lạnh lùng một tiếng, sự việc bại lộ rồi,
anh muốn chạy trốn sao, người đâu, làm tàn phế hai tay của anh ta đi, sau này không cho phép anh ta vào chợ đồ cổ Hoa Liên nữa. Sắc mặt giả lão Tam lập tức nghiệt ra. Ngô lão gia, chủ tịch Ngô tha mạng. Mấy tên vệ sĩ trực tiếp giữ giả lão Tam lại, mấy tên mà ông ta dẫn đến không ai dám động thủ, đó là Ngô lão gia, ai dám ra tay chứ? Đánh không lại đám vệ sĩ đó đã đành, nếu thực sự ra tay thì sau này không thể nào sống được ở đất Đông Hải nữa. Cậu có thời gian không, đến phòng làm việc của tôi uống tách trà. Lúc này Vương Vân vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cầm chặt cái nhẫn đó, chỉ muốn về nhà, bà ấy nói. Cậu mau đi đi, tôi với Linh Linh về nhà. Nói xong, Vương Vân kéo Trúc Linh Linh chạy ra ngoài. Tần Lâm rảnh rỗi không có việc gì, anh gật đầu, đi uống tách trà cũng được. Ngô Anh Trác dẫn anh đến phòng làm việc của chợ đồ cổ, trong phòng toàn đồ cổ, vừa bước vào là khiến người ta thấy hoa mắt. Tần Thần Y, lúc trước ở bệnh viện, chỉ lo đến cháu gái mà quên mất gửi tiền chữa trị cho cậu, thất lễ rồi. Tần Lâm nói, không cần phải khách khí, lúc ở bệnh viện các ông đã đưa tiền cho tôi rồi, không cần phải đưa thêm đâu. Chữa bệnh cứu người là điều sư phụ dạy cho anh, hành nghề y cứu đời mới là mục đích chính, tiền bạc chỉ là thứ yếu. Ngô Anh Trác sững sờ, có chút ngạc nhiên, người trẻ tuổi như Tần Lâm mà lại không thích tiền. Nếu đã như thế thì tôi không miễn cưỡng nữa, Tần Thần Y là một thanh niên có triển vọng, khí chất phi phàm, tôi đây rất bái phục, có thứ này muốn tặng Thần Y để cảm ơn. Sau đó, Ngô Anh Trác lấy một chiếc hộp sắt từ trong két an toàn, mở hộp rồi lấy ra một cuốn thẻ tre, đó là cuốn sách cổ. Tần Thần Y, đây là một cuốn sách cổ, Thanh Nang Kinh thẻ tre do đích thân Hoa Đà viết. Tần Lâm mắt sáng rực, đây quả thực là đồ cổ. Thanh Nang Kinh không phải là sách hiếm, hiện nay có rất nhiều bác sĩ đông y từng đọc qua, bởi vì năm đó Hoa Đà rất nổi tiếng nên sách do ông viết nhanh chóng trở nên phổ biến, tất cả những người học y đều chép lại sách của ông, vì thế nó đã được lưu truyền. Nhưng sách gốc của Hoa Đà, cũng chính là thẻ tre này chắc chắn là đồ cổ vô cùng có giá trị. Ngô Anh Trác nói, cuốn sách gốc của Hoa Đà này nằm trong tay tôi đúng là phung phí của trời. Vậy nên tôi tặng lại cho Tần Thần Y vậy. Tần Lâm hiểu đương nhiên không phải Ngô Anh Trác vì không muốn phung phí của trời nên mới đưa cho anh. Thứ này là một món đồ cổ có giá trị, tặng cho anh coi như là trả tiền chữa bệnh. Người ta có thành ý như thế, Tần Lâm cũng không tiện từ chối. Vậy thì đa tạ. Thẻ tre này rất khác biệt, bên trên còn có nét bút của Hoa Đà, chắc chắn giá trị vô cùng lớn. Tôi không thể lấy không đồ của Ngô lão ra được. Để tôi bắt mạch cho ông nhé. Được, vậy thì đa tạ Thần Y. Tần Lâm bắt mạch cho Ngô Anh Trác, vài phút sau anh nhíu mày lại. Anh vốn nghĩ rằng dù sao cũng là người già, cơ thể chắc chắn sẽ có một số vấn đề như huyết áp cao, bệnh ở động mạch vành. Nhưng nhịp đập của Ngô lão gia có chút bất thường. Vốn dĩ Ngô lão gia cũng nghĩ như Tần Lâm, nhưng thấy biểu cảm khó coi của anh, ông ấy lập tức lo lắng. Tiểu Thần Y, tôi có vấn đề gì vậy? Ông Ngô, có phải gần đây ông cảm thấy đi đứng, vận động có chút tốn sức đúng không? Ngô Anh Trác cau mày, Tiểu Thần Y, nói thật thì đã lâu rồi tôi không vận động, dù sao Ngô lão gia cũng đã có tuổi nên ít vận động. Có điều, lúc đi đường, lên cầu thang quả thực có thấy hơi tốn sức, chân nhấc không nổi, nhưng tôi già rồi chắc là bình thường đúng không? Tần Lâm lắc đầu, sức khỏe của ông rất tốt, không có bất cứ chứng bệnh thường gặp ở người già, lẽ ra đi đứng sẽ không tốn sức. Có phải ông từng tự dưng bị ngất đúng không? Sắc mặt của Ngô Anh Trác ngày càng nghiêm trọng, ông gật đầu có. Người già vô duyên vô cớ ngất có rất nhiều nguyên nhân, huyết áp thấp, huyết áp cao. Đều có khả năng, Ngô Anh Trác từng ngất vài lần, có điều sau khi tỉnh dậy kiểm tra lại không có bệnh gì, vì thế ông cũng không để ý lắm. Tần Lâm nói, ông Ngô, e rằng bệnh tình của ông không hề đơn giản như ông tưởng tượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặt Ngô Anh Trác biến sắc, ông cũng cảm thấy nghiêm trọng, vội hỏi. Mong Tần Thần Y nói rõ. Tần Lâm nói, mạch tượng của ông trầm, có hai nguyên nhân dẫn đến mạch trầm, đầu tiên là do khí huyết hỗn loạn, làm đầy mạch máu. Còn có một nguyên nhân khác đó là do chính khí hư, khí huyết không thể thông với bên ngoài dẫn đến mạch trầm. Theo phán đoán của tôi, ông thuộc loại thứ hai. Tần Lâm nói nhiều thuật ngữ nên Ngô Anh Trác nghe xong thấy hơi mơ hồ. Tần Lâm lại nói, đơn giản mà nói, mặc dù mạch tượng của ông biểu hiện rất bình thường,
nhưng trên thực tế bởi vì khí huyết trong cơ thể của ông quá yếu không thể lưu truyền ra ngoài, chỉ có thể nén trong vị trí trung tâm, vậy nên nhịp đập rất mạnh, trên thực tế chân tay của ông đã bắt đầu xuất hiện một số vấn đề. Ngô Anh Trác thấy Tần Lâm nói rất có lý, ông ấy cũng luôn cảm thấy không ổn, nhưng đều đổ tại tuổi già nên mới có bệnh, bây giờ xem ra không phải là như vậy. Tần Lâm nói, theo tôi đoán, trung tâm cơ thể của ông do gặp trở ngại dẫn đến mạch máu bị tắc nghẽn, mà kiểu tắc nghẽn này không thể phục hồi, chân tay tê dại, yếu đuối, ngất xỉu liên tục. Triệu chứng này trong đông y gọi là uy chứng, loại bệnh liên quan đến cơ, cơ không được nuôi dưỡng, bị teo và phế dần, tây y gọi là sơ cứng teo cơ một bên. Cái gì? Con người của Ngô Anh Trác thu nhỏ lại, ông đứng phát dậy. Ông chưa từng nghe đến uy chứng, nhưng ông đã từng nghe đến hội chứng sơ cứng teo cơ một bên. Đây là một trong những chứng bệnh khó trị, trên thế giới cũng chưa từng có trường hợp chữa khỏi, ngay cả nguyên nhân phát bệnh cũng chưa nghiên cứu ra, nếu mắc phải vậy thì thực sự rất khó chữa trị. Tần thần y có cách chữa trị không? Tần Lâm im lặng một lúc, có thì có, nhưng nguyên liệu chế biến thuốc rất khó tìm, chỉ có thể dựa vào may mắn, tôi sẽ vạch ra từng phương án chữa bệnh cho ông, mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể duy trì tình trạng hiện tại của ông, không chuyển biến xấu đi. Lúc nào ông cũng phải có người ở bên cạnh chăm sóc, điều này chắc ông dễ dàng làm được. Đợi sau khi tôi tìm ra được dược liệu đó thì có thể chữa trị cho ông. Vẻ mặt Ngô Anh Trác nghiêm trọng, cúi đầu với Tần Lâm. Cảm ơn cậu Tần. Nếu như đổi lại là bác sĩ khác, Ngô Anh Trác chưa chắc đã tin, nhưng ông đã tận mắt chứng kiến y thuật của Tần Lâm, là người cứu sống cháu gái của ông, đương nhiên anh sẽ có cách. Có câu nói này của Tần thần y, chắc rằng cái thân già này của ông vẫn có thể sống thêm vài năm nữa. Ngô Anh Trác thầm nghĩ, lúc nãy tặng thẻ tre của Hoa Đà đúng là đáng thật, nếu không Tần Lâm cũng sẽ không chủ động bắt mạch cho ông, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện ra ông lại mắc chứng bệnh nghiêm trọng như thế. Nếu kéo dài thêm 2 năm nữa, nói không chừng ông đã ngồi xe lăn rồi. Đến lúc đó ông không thể tự cho liệu cho mình được, sống không bằng chết. Lúc này Ngô Anh Trác càng kính trọng Tần Lâm hơn. Rời khỏi chợ đồ cổ, Tần Lâm trở về nhà họ Trúc, hôm nay tâm trạng của Vương Vân khá tốt, mua được một món bảo bối giá trị như thế. Nhưng về nhà trao đổi một hồi, hai bố con Trúc Dũng và Trúc Linh Linh đều không đồng ý việc bà ấy chiếm lấy 10 triệu này. Dù sao Trúc Linh Linh cũng tận mắt chứng kiến, Vương Vân không tin anh Tiểu Lâm, là bà ấy muốn bán 10 triệu tệ này đi. Vương Vân tức giận, hai bố con nhà này đúng là chỉ nghĩ đến quyền lợi của người khác mà không tính cho người nhà mình. Chưa đến một buổi chiều, ông cụ Cao đã tìm được người bán, để thể hiện thành ý, ông đã chuyển tiền trước rồi mới lấy hàng. Sau khi 10 triệu tệ được chuyển vào tài khoản của Tần Lâm, ông cụ Cao mới dám lấy chiếc nhẫn ngọc đó đi. Vương Vân ghen tị đỏ mắt, 10 triệu tệ đấy. Nhân lúc không có ai, Vương Vân kéo Trúc Linh Linh khẽ nói. Con gái, Tần Lâm có nói định tiêu 10 triệu tệ này thế nào không? Trúc Linh Linh cau mày, mẹ, người ta tiêu thế này là chuyện của người ta, có liên quan gì đến mẹ chứ? Vương Vân trợn mắt, cái con này, bây giờ tên họ Tần đó là kẻ nghèo rất mùng tơi, tự dưng có được 10 triệu tệ, liệu nó có tiêu không? Trúc Linh Linh cạn lời. Cô cũng chẳng lên tiếng, mẹ thích nói gì thì nói, dù sao cũng không liên quan đến cô. Vương Vân thấy nói gì cô cũng không phản ứng, bà ấy chẳng biết nói gì nữa. Cái con danh này, đúng là muốn mẹ tức chết mà, tên họ Tần đó có ý với con đúng không? Con tìm cách bảo cậu ta đưa 10 triệu ra đây, để mẹ giữ. Trúc Linh Linh thực sự cảm thấy nực cười, mẹ, tiền của anh Tiểu Lâm, dựa vào gì mà phải đưa cho mẹ giữ chứ? Cái con này... Thôi bỏ đi, mẹ không nói với con nữa. Vương Vân cạn lời, đành phải tự nghĩ cách. Bà nhất định phải lấy được 10 triệu tệ của Tần Lâm, tên đó lời to rồi, chẳng qua là ăn may nên mới kiếm được số tiền đó. Nếu để anh cầm nói không chừng vài ngày là tiêu hết sạch, Vương Vân bắt đầu suy nghĩ. Đúng rồi, ngày mai mừng thọ bà nội con, chúng ta chuẩn bị quà gì đây? Trúc Linh Linh lắc đầu, con cũng chưa nghĩ ra, chúng ta tặng quà riêng hay tặng chung thì tốt hơn ạ? Vương Vân đáp, hay là cùng nhau tặng đi, tặng hai món quà sẽ chẳng có giá trị là bao, đến lúc đó bị bác cả của con so sánh, không phải sẽ càng mất mặt sao? Ở nhà họ Trúc, mặc dù Trúc Linh Linh chưa lập gia đình nhưng cũng đã có sự nghiệp, theo lý mà nói cô nên tặng riêng một món quà. Có điều khả năng kinh tế của gia đình có hạn, vậy thì thà hợp lại tặng một món quà to còn hơn là tặng hai món quà nhỏ.
Trúc Linh Linh hỏi, anh Tiểu Lâm, anh có ý kiến gì hay không? Vương Vân trợn mắt, cậu ta có thể có ý gì hay chứ, vừa định châm biếm vài câu, đột nhiên bà ấy nhớ ra anh cũng có 10 triệu tệ. Tần Lâm, cậu cũng nên bỏ tiền đi, ba người chúng ta cùng nhau tặng một món to chút được không? Tần Lâm nói, cũng được, hai người không cần phải bỏ tiền đâu, để cháu tặng quà cho. Vương Vân lập tức đồng ý, vậy thì để cậu bỏ, về phương diện này bà ấy không hề khách khí. Bà cụ thích đồ cổ, không phải cậu có tiền sao, đi mua một món đồ cổ đáng giá đi, cậu quen thầy cao đó, bảo ông ấy chọn cho. Tần Lâm gật đầu, nói qua loa vài câu. Nếu bà cụ đã thích đồ cổ, vậy thì lấy thẻ tre do đích thân Hoa Đà viết làm quà tặng cũng được. Hai ngày sau đến tiệc mừng thọ của bà cụ. Mặc dù không phải tiệc mừng thọ tuổi chẵn không nên tổ chức linh đình, nhưng vì dạo gần đây nhà họ Trúc làm ăn phát đạt nên mời rất nhiều người. Lúc đám người Tần Lâm đến nhà bà nội, không ít chủ tịch lãnh đạo của các doanh nghiệp, gia tộc đã tới rồi, bà cụ ngồi trong sân, tươi cười rạng rỡ. Tòa nhà thương mại của bất động sản Hà Thị đó thực sự đã khiến bà cụ rất hãnh diện. Sau khi vào trong, Vương Vân vội lên chúc thọ. Chúc mẹ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Trúc Minh ở bên cạnh cười khẩy, em dâu, mẹ mừng thọ mà lại đến tay không như thế à? Sau lần bị hất nước bẩn trước đây, Trúc Minh thực sự đã thành thật hơn được mấy ngày, nhưng thời gian này thấy nhà Trúc Linh Linh càng ngày càng tốt, trong lòng ông ta có chút không phục. Quan trọng nhất là đường thần số 2 của Trúc Linh Linh vẫn chưa giao ra. Bây giờ hạng mục kiếm ra tiền nhất của cả nhà họ Trúc là đường thần số 2, từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay Trúc Linh Linh. Cho dù số cổ phần công ty của Trúc Minh có nhiều cũng chẳng có tác dụng, chẳng có chút tiếng nói nào, ở trong công ty ông ta bị chèn ép không còn chút quyền lợi nào. Cho nên Trúc Minh vẫn luôn tìm cơ hội để chèn ép nhà Trúc Linh Linh, nhất là trước mặt bà cụ. Bà cụ nhìn Vương Vân tay không đến, đúng là có chút không vui, bà cụ cũng biết nhà lão nhị là do Vương Vân làm chủ. Bình thường chẳng nói làm gì, nhưng hôm nay có rất nhiều khách khứa vậy mà lại không cầm quà mừng. Thế này chẳng phải khiến người ngoài chê cười sao? Hừ, bà cụ hừ một tiếng, đã có chút bất mãn. Vương Vân hừ lạnh một tiếng, anh cả, anh nói gì vậy, chẳng phải anh cũng tay không đến không phải sao? Trúc Minh cười lạnh, sao anh có thể đến tay không chứ, nếu đã như vậy thì anh sẽ lấy ra trước, dù gì thì anh cũng là cả. Nói xong Trúc Minh cầm ra một bức tranh, sau đó mở ra, bức tranh lăn xuống. Trên bức tranh là một bức họa phong cảnh cổ xưa đã nhuốm mùi của thời gian. Biết bà cụ thích đồ cổ, nên đương nhiên phải đầu tư đúng chỗ. Trúc Minh nói, bức tranh này là bức Khê Sơn hành lữ đồ của bậc thầy thời Bắc Tống Phạm Khoan, con tốn biết bao nhiêu công sức mới mua được, tiêu mất 8 triệu lận. Wow! Vừa nghe đến mức giá, mọi người đột nhiên xôn xao. 8 triệu tệ! Dùng 8 triệu để mua một bức tranh, đúng thật là quá xa xỉ. Bà cụ liên tục gật đầu, được được được, người phàm tục đều nói Đường Bá Hổ, chủ yếu là bởi vì Đường Bá Hổ không chỉ vẽ giỏi mà những mặt khác cũng rất tài hoa. Mà Phạm Khoan chỉ là họa sĩ có thành tựu trong việc vẽ tranh, mặc dù không nổi tiếng nhưng giá của bức tranh cũng không nhỏ chút nào, tốt lắm, mẹ rất thích, Đại Minh rất có lòng. Vẻ mặt Trúc Minh có chút đắc ý, trên khuôn mặt có nét cười nhạo Vương Vân. Em dâu, đã nhường em đem ra trước nhưng em lại không chịu. Bây giờ anh mang quà ra rồi, chẳng phải sẽ làm em ngại đem ra hay sao? So với bức Khê Sơn hành lữ đồ, thì món quà trong tay em chắc chắn sẽ lập tức biến thành đồ phế phẩm, ha ha. Tần Lâm nghe vậy liền cười lạnh. Chỉ là một bức tranh giả thôi mà, có gì đâu mà khoe khoang. Vừa dứt lời, sắc mặt Trúc Minh đột nhiên biến sắc. Cái gì, cậu nói tranh của ai là giả? Cậu nói rõ ràng cho tôi xem nào. Trúc Minh thẹn quá hóa giận. Giống như có tật giật mình, vội vàng thanh minh cho bản thân. Tần Lâm tiến lên, nhìn bức tranh rồi nói. Bức tranh này đúng là hàng giả mô phỏng lại, mặc dù mô phỏng lại rất giống, kỹ thuật làm rất tốt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây không phải là hàng thật. Bằng chứng quan trọng nhất chính là đây. Nói rồi, Tần Lâm chỉ tay vào chỗ rừng trúc dưới thác nước có mấy chữ bên dưới, Bắc Tống Phạm Trung lập Khê Sơn hành lữ đồ. Trúc Minh trợn mắt nhìn. Tên họ Tần kia. Cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ ở đây, mấy chữ đó làm sao, đây là do Phạm Khoan chính tay viết chữ để lưu niệm đó. Trúc Minh không giải thích thì còn thấy được, nhưng vừa mở miệng nói liền khiến cho vẻ mặt bà cụ có chút thay đổi. Tần Lâm cười nói,
người chơi tranh chữ chắc đều có sự hiểu biết về bức tranh này. Bức Khê Sơn Hành Lữ Đồ này được khen là bức tranh số 1 thời Bắc Tống, sau này được lưu truyền đến tay Càn Long. Càn Long mọi người đều biết, ông thích lưu lại dấu tích của bản thân lên các bức tranh, hoặc đề chú, thậm chí còn có dân ấn ngọc tỷ của ông. Mà bức Khê Sơn Hành Lữ Đồ đương nhiên sẽ không thể tránh được ngòi bút của Càn Long. Chữ hành nhỏ này, Bắc Tống Phạm Trung lập Khê Sơn Hành Lữ Đồ, là bút tích từ thời Càn Long, tranh là thời Bắc Tống, chữ hành này là của thời nhà Thanh. Nhưng chữ hành này lại không giống với những văn tự khác, đây không phải hàng giả thì là gì. Bắc Tống và triều nhà Thanh cách nhau rất nhiều năm, chữ mà Càn Long đề với chữ bản gốc nét bút mờ nhạt, trình độ hiện đại làm sao có thể giống như đúc được. Đây rõ ràng là lúc làm giả không biết những thông tin này, tưởng rằng nét bút bên trên là cùng một triều đại. Có thể nói bức tranh giả này rất dởm, là hàng loại hai trong các loại tranh giả. Vẻ mặt Trúc Minh đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù Tần Lâm đã nói rõ ràng như vậy rồi, nhưng ông ta vẫn cắn răng không chịu thừa nhận. Cậu thì biết cái khỉ gì, bức tranh quý giá như thế này cho dù là chuyên gia giám định cũng phải cần những dụng cụ chuyên nghiệp, cậu nói suông vài câu là coi như đồ giả chắc. Tần Lâm cười lạnh, bà cụ Âu Dương rất hiểu về đồ cổ, có thể để bà cụ xem thử, để xem 8 triệu này vào túi của ai. Chỉ cần hiểu một chút về tranh chữ cổ là có thể biết lời Tần Lâm vừa nói là đúng. Vẻ mặt Trúc Minh đột nhiên tái nhợt, cầm lấy bức tranh thấp thỏm đưa cho bà cụ, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bà cụ cầm lấy bức tranh, nhìn qua một cái rồi chau mày lại, vẻ mặt trầm xuống như nước, sau đó hừ lạnh một tiếng. Đây rõ ràng là tranh thật, cậu nói linh tinh cái gì đấy? Đột nhiên mọi người đều ngây ra. Tần Lâm vừa nói rõ ràng hợp lý, không ngờ rằng bà cụ lại quả quyết phủ nhận. Tần Lâm cũng ngây người một lát, sau đó cười khổ. Bà cụ đương nhiên nhìn ra đây là tranh giả, từ vẻ mặt lúc bà cụ cầm bức tranh là có thể nhìn ra rồi, bà cụ đã phát hiện ra, nhưng cuối cùng vẫn nói bức tranh là thật, rõ ràng bà cụ thiên vị Trúc Minh, không quan tâm ai đúng ai sai. Cụ bà hừ lạnh một tiếng, Linh Linh, nhà cháu càng ngày càng vô lý rồi đấy, không đem quà đi thì chớ lại còn nói bức tranh của bác cả có lòng tặng bà là giả, có phải quá đáng quá rồi không? Vương Vân cũng không ngờ Tần Lâm lại làm hỏng việc như vậy. Trợn mắt chừng anh một cái. Còn không mau đem quà đến đây. Thằng nhóc này tốt nhất đừng có gây rắc rối cho bà ấy nữa. Cất 10 triệu trong người, chắc không đến nỗi mua một món quà 10.000-20.000 tệ đó chứ. Tần Lâm đưa ra một thẻ tre. Vương Vân vội vàng đưa ra rồi nói. Mẹ, mẹ xem cái này. Bà cụ mặt lạnh như tiền, vốn chẳng có chút hứng thú nào. Dù gì thì cũng là đồ của Tần Lâm đưa ra. Tần Lâm chỉ là tên nghèo hèn. Một tên thiếu gia hết thời, có thể có món quà gì đáng tiền chứ? Vậy mà khi vừa cầm thẻ tre, bà cụ đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Vừa mở ra xem, hai con mắt của bà cụ liền sáng lên. Thanh Nang Kinh. Mặc dù bà cụ không hiểu gì về y thuật nhưng bà biết Hoa Đà là thần y vô cùng nổi tiếng, các tác phẩm được giữ lại cũng không có nhiều, thẻ tre này chắc chắn là bảo vật truyền thế, giá trị phải lên đến hàng chục triệu. Nhưng cụ thể là bao nhiêu tiền thì không thể đánh giá chính xác được. Bà cụ yêu thích không buông tay ra được, cầm thẻ tre nhìn trái rồi lại nhìn phải. Đột nhiên trong đám người có người lên tiếng. Lão phu nhân, Thanh Nang Kinh này là giả phải không? Người vừa lên tiếng họ Điền, cũng là người chơi đồ cổ, mặc dù không phải là nhân vật lớn gì cả nhưng cũng là một ông chủ nhỏ. Bà cụ chau mày lại, chắc không phải đâu. Thẻ tre này cho dù là về bút pháp chế tác hay cảm giác tay cũng có thể nhìn ra là có từ lâu đời, cái này không giống đồ giả. Ông chủ Điền chau mày, không phải hàng giả, vậy chắc là hàng lậu rồi. Theo như tôi được biết, thẻ tre Hoa Đà này, vẫn luôn ở trong tay lão gia Ngô Anh Trác nổi tiếng trong làng đồ cổ, Ngô lão gia là người như thế nào, chắc hẳn lão phu nhân cũng biết. Bà cụ gật đầu, bà cụ rất yêu thích đồ cổ, danh tiếng của Ngô Anh Trác đương nhiên như sấm bên tay. Nhưng người ta thân phận cao sang, bà cụ còn chẳng có cơ hội gặp mặt nữa là. Không ngờ, thẻ tre Hoa Đà vô cùng nổi tiếng này lại nằm trong tay Ngô Anh Trác. Bà cụ đột nhiên có chút không nén được giận, đập bàn một cái, lạnh lùng nói. Thẻ tre này, mấy người lấy ở đâu? Tần Lâm nói, ông ấy nói đúng, thẻ tre này là Ngô Anh Trác tặng cho tôi. Ông chủ Điền đột nhiên cười lạnh, tặng cho cậu, cậu không cần phải chém gió ở đây đâu. Thẻ tre Hoa Đà này 5 năm trước Ngô lão gia đã nhận được, xem như bảo vật quý giá, món đồ ông ấy thích nhất,
trước đây đây biết bao nhiêu người trả giá cao mà ông ấy không bán, cậu chỉ là thằng nhóc phát mũi chưa sạch mà chủ tịch Ngô có thể tặng cậu sao? Cậu đang mơ à? Mấy người bạn bên cạnh ông chủ Điền cũng cười rộ lên. Bà cụ bình thường vẫn rất thích đồ cổ, nên cũng kết bạn nhiều trong giới. Người thường xuyên giao lưu trong giới đồ cổ, ai lại không biết Ngô Anh chắc chứ? Chỉ cần là người có chút giao tình với Ngô lão gia đều biết bảo bối quý giá nhất của ông ấy chính là thẻ tre hoa đà đó, món đồ quý giá như vậy sao có thể dễ dàng tặng cho người khác được chứ? Hơn nữa, tên nhóc Tần Lâm cũng chỉ là một người thanh niên không quyền không thế, nhìn thì có vẻ giống bạn trai của Trúc Linh Linh. Đừng nói là bạn trai của Trúc Linh Linh, cho dù có là cả nhà họ Trúc cũng chẳng ai có uy danh khiến Ngô lão gia tặng đồ quý giá như vậy được. Vẻ mặt bà cụ càng trở nên khó coi, đứng dậy cầm lấy cây trượng trong tay, vẻ mặt tức giận nói. Họ Tần kia, cậu thật sự muốn gây rắc rối cho tôi sao? Cậu trộm đồ của người ta để tặng cho tôi, người khác sẽ nhìn tôi như thế nào đây? Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu, mau trả đồ cho người ta đi. Đồ cậu trộm, tôi không cần. Vương Vân cũng không ngờ rằng, bảo Tần Lâm tặng quà lại thành ra thế này. Mẹ đừng tức giận, đều là con không tốt, chuyện quan trọng thế này mà lại giao cho cậu ta, để con nói cậu ta. Vương Vân quay người lại, đột nhiên trở nên tức giận. Tần Lâm, cậu sao thế? Không phải cậu có tiền sao? Sao lại đi trộm đồ của người ta? Nhân lúc người ta chưa phát hiện thì trả lại đi. Tần Lâm nói, tôi nói rồi, là ông ấy tặng cho tôi, không phải tôi trộm. Cậu còn ngụy biện. Vương Vân hận không thể tát cho anh một bạt tai, Linh Linh đúng là mù mắt rồi, sao lại nhìn chúng tên này chứ? Bà ấy vội vàng đi đến chỗ ông chủ Điền nói. Ông chủ Điền, ông có địa chỉ của Ngô lão gia không, để tôi lặng lẽ gửi thứ này lại. Ông chủ Điền hừ lạnh, đùa tôi sao, ra thế nhà Ngô lão gia ở đâu, bà nghĩ muốn đi là đi sao? Mấy người trộm bảo bối của Ngô lão gia, chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Bà cụ ngồi xuống, vẻ mặt cũng có chút khó coi. Đúng vậy, ông chủ Điền nói đúng, đồ quan trọng như vậy mà mất, không thể nào đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra được. Ông chủ Điền, ông cho tôi số điện thoại của chủ tịch Ngô đi, tôi gọi điện xin lỗi ông ấy, mong ông ấy có thể tha thứ. Tần Lâm đứng bên cạnh, vẻ mặt thoáng cười lạnh. Đám người này đúng là tấu hài, người khác không nể mặt bà ấy thì bà ấy cứ khăng khăng dán lấy, Tần Lâm nể mặt bà ấy thì bà ấy lại không cần. Bà cụ lấy số điện thoại xong, thấp thỏm bấm gọi, rõ ràng là đối phương không nhìn thấy bà cụ nhưng bà cụ vẫn cung kính đứng lên. Alo, là chủ tịch Ngô sao? Tôi là Âu Dương Diễm Diễm của nhà họ Trúc, không biết ông có biết không? Là như thế này. Bạn trai của cháu gái nhà tôi tuổi trẻ bồng bột trộm đồ của ông, tôi muốn xin lỗi ông, là tôi dạy dỗ không nghiêm, thực sự xin lỗi. Ngô Anh chắc nghe vậy liền ngây người một lát. Trộm đồ của tôi, đồ gì? Bà cụ hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói. Là thẻ tre hoa đà. Cái gì? Ngô Anh chắc đột nhiên kinh ngạc. Thẻ tre hoa đà đó không phải ông ấy vừa tặng cho Tần Thần Y sao, sao lại bị người ta trộm nhanh thế? Nhà họ Trúc đúng không, tôi đến ngay đây. Nói xong, Ngô Anh Trác liền ngắt điện thoại. Mặt bà cụ lại tái thêm vài phần nữa. Đúng như ông chủ Điền nói, thẻ tre này là món đồ Ngô lão gia thích nhất, ông ấy chắc chắn vô cùng quý nó, vừa nghe bị trộm, giọng của ông ấy lập tức tỏ ra rất kích động. Xong đời rồi, lần này là xong đời rồi, đắc tội với người ta rồi. Bà cụ tức giận đập cây trượng trong tay. Các người đúng là làm tôi tức chết mà. Buổi tiệc mừng thọ đang tốt đẹp lại bị làm thành thế này, mời nhiều người đến như vậy, rõ ràng là để mở rộng mối quan hệ, kết quả là lại đắc tội với người có máu mặt, đúng là bây giờ có hối hận cũng không kịp. Bà cụ cầm cây trượng chỉ vào gia đình Trúc Linh Linh. Các người, còn không quỳ xuống. Hai người Vương Vân và Trúc Linh Linh không hề do dự, bà cụ đã nói vậy, mặc dù bọn họ không bằng lòng nhưng vẫn quỳ xuống. Trúc Linh Linh do dự một lát. Đang định quỳ xuống thì Tần Lâm đột nhiên đỡ cô ấy dậy. Em có sai đâu, sao phải quỳ? Bà cụ nghiến răng nghiến lợi, nó không sai, người sai là cậu đấy. Cậu mới nên là người quỳ xuống. Tần Lâm cười lạnh, tôi lại càng không sai, tôi tặng bà quà mà lại sai sao? Bà cụ tức giận đến nỗi khóe miệng giật giật, cậu không sai. Cậu trộm đồ nhà người ta, liên lụy đến nhà họ Trúc chúng tôi, cậu còn mặt dày nói cậu không sai. Cậu như thế này mà muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga sao, muốn yêu Linh Linh sao?
Tôi thấy cậu đang mơ giữa ban ngày rồi đó. Vương Vân trừng mắt, họ Tần kia, cậu còn không mau quỳ xuống, đừng liên lụy đến nhà tôi nữa. Nhìn mặt những người này, Tần Lâm cười lạnh. Muốn quỳ thì các người quỳ đi, tôi không có thói quen quỳ trước mặt người khác. Trúc Linh Linh cắn môi một cái, cúi đầu nói. Cháu tin anh Tiểu Lâm. Trúc Linh Linh. Bà cụ và Vương Vân tức muốn chết, con nhỏ này, đúng là muốn tạo phản mà. Tần Lâm nói, các người không cần phải vội, đợi lát nữa Ngô Anh Trác đến đây rồi sẽ thấy rõ sự việc thôi. Bà cụ hừ lạnh một tiếng, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Vừa dứt lời, một chiếc xe đã đỗ trước cửa, bà cụ thấy vậy vội vàng đứng lên, chống cây trượng đi ra ngoài, người nhà họ Trúc cũng vội vàng đến bên cạnh đỡ, những người khách cũng nhao nhao đi ra ngoài đón. Dù gì cũng là nhân vật lớn như vậy, bọn họ không dám thất lễ. Chỉ có hai người Vương Vân, Trúc Dũng quỳ dưới đất, còn Tần Lâm và Trúc Linh Linh đứng bên cạnh. Trúc Linh Linh hỏi, anh Tiểu Lâm, chúng ta không ra ngoài sao? Tần Lâm nói, không cần, chờ chút là được. Ngô Anh Trác xuống xe, vẻ mặt trầm xuống, đó là món đồ ông ấy tặng Tần Thần Y, vậy mà có người dám trộm mất. Ông ấy muốn xem thử, là tên nào không có mắt như vậy. Bà cụ Âu Dương đứng ở trước cửa, vô cùng cung kính, rõ ràng hôm nay là mừng thọ của bà cụ, nhưng trước mặt nhân vật lớn bà cụ cũng không dám làm càn. Chủ tịch Ngô, chỉ đáng tiếc, bà cụ Âu Dương còn chưa kịp chào hỏi, Ngô Anh Trác đã lướt qua, đi thẳng vào sân nhà họ Trúc. Là ai? Sau khi vào trong sân, Ngô Anh Trác hừ một tiếng. Mọi người lập tức rùng mình, xong đời rồi, Ngô lão gia tức giận rồi. Vốn bọn họ muốn chủ động xin lỗi, chủ động thừa nhận, chỉ mong có thể bù đắp được chút tổn thất, khiến chủ tịch Ngô bớt tức giận, bây giờ kết quả lại chữa tốt thành xấu, dáng vẻ này của Ngô lão gia. E là không mấy thiện chí cho lắm. Lúc này bà cụ tức giận đến nỗi răng cũng thấy ngứa ngáy, tên họ Tần này đúng là sao chổi. Nếu không phải là anh thì tiệc mừng thọ sao có thể biến thành như thế này. Là tôi, Tần Lâm nói. Nghe vậy, Ngô lão gia quay đầu lại, ngây người một lát. Bà cụ vội vàng tiến đến giải thích, chủ tịch Ngô, thật sự xin lỗi, chính là cậu ta đã trộm đồ của ông muốn đánh muốn phạt như thế nào cũng được. Ngô Anh Trác càng bối rối. Tần Thần Y, chuyện gì vậy? Tần Lâm cười lạnh, bọn họ tưởng tôi trộm đồ của ông. Ngô Anh Trác chau mày, lẽ nào lại vậy, là tên nào không có mắt nói vậy? Thẻ tre hoa đà là tôi tặng cho Tần Thần Y. Đột nhiên mọi người đều ngây người. Cả nhà họ Trúc và tất cả khách khứa đều trợn mắt há mồm. Thật sự là Ngô lão gia tặng sao? Ông chủ Điền có chút ngạc nhiên, chủ tịch Ngô, đây là món đồ cổ quý giá nhất của ông, sao ông có thể tặng cho một tên nhóc bình thường như vậy chứ? Ngô Anh Trác chau mày, tên nhóc bình thường. Tần Thần Y có bàn tay thần diệu, nếu không phải là Tần Thần Y thì tôi và cháu gái tôi đã mất mạng rồi, cái gì mà tên nhóc bình thường chứ? Ông chủ Điền, bây giờ mắt ông đang rất có vấn đề đấy, năm sau hợp đồng giữa hai công ty sẽ kết thúc. Mặt ông chủ Điền lập tức cắt không còn giọt máu, chủ tịch Ngô. Chủ tịch Ngô, là lỗi của tôi, là tôi có mắt như mù, xin ông đừng ngừng hợp tác, tôi trên có giả dưới có trẻ. Ông chủ Điền còn chưa nói xong. Hai người bảo vệ của Ngô Anh Trác đã đuổi ông ta ra ngoài. Trong làng chơi đồ cổ, Ngô Anh Trác rất có uy tín, ông chủ bình thường như ông chủ Điền căn bản là sống nhờ vào người khác. Tần Thần Y, cậu ở đây là... Tần Lâm nhìn Trúc Linh Linh một cái, nói, đây là bạn của tôi Trúc Linh Linh. Ngô Anh Trác lập tức hiểu ra, thì ra là Tần Phu Nhân, đúng là trai tài gái sắc. Khuôn mặt Trúc Linh Linh hơi ửng đỏ, lúc nãy ở chợ đồ cổ. Thật ra cô ấy và Vương Vân đã nhìn thấy Ngô Anh Trác rồi, nhưng không ngờ ông ấy là nhân vật lợi hại như vậy, lại càng không nghĩ đến việc Tần Lâm có quan hệ mật thiết với ông ấy như vậy. Sự hiểu lầm đã được hóa giải, Ngô Anh Trác nhìn thấy thẻ tre hoa đà trong tay rồi hỏi. Tần Thần Y, cái này cậu xem. Tần Lâm nói, có người không thích thì không tặng nữa, ông mang về giúp tôi ủng hộ vào công trình hy vọng đi. Ngô Anh Trác nhìn bà cụ Âu Dương một cái, trên mặt lộ ra ý cười lạnh. Được. Vẻ mặt bà cụ đột nhiên trở nên rất khó coi, bà cụ đương nhiên rất thích thẻ tre hoa đà, hơn nữa cũng biết đồ này là vô giá, bà cụ rất muốn có nhưng vừa rồi hoài nghi Tần Lâm là trộm mà kết quả lại thành thế này. Bây giờ thẻ tre đã ở trong tay của Ngô Anh Trác, bà cụ tất nhiên không thể lấy lại được từ tay chủ tịch Ngô, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối đã đến tay bị người khác lấy mất.
lúc này trong lòng bà cụ thật sự vô cùng hối hận. Mặc dù Ngô Anh Trác đến rồi nhưng ông ta cũng không phải đến để chúc thọ bà cụ, cho nên cũng không ở lại lâu, chỉ nói với Tần Lâm vài câu rồi đi luôn. Bữa tiệc mừng thọ lại trầm xuống. Lúc này Vương Vân và Trúc Dũng cũng đứng dậy, mặc dù mọi người không nhắc đến chuyện vừa nãy nữa nhưng trên mặt vẫn mang chút lúng túng. Trong lòng Vương Vân lại cảm thấy có chút khoái chí, lúc trước bà ấy cũng không tin Tần Lâm, không ngờ tên nhóc này cũng có chút tiền đồ, lại có thể chữa bệnh cho nhân vật lớn như vậy, đúng là may mắn mà. Một buổi mừng thọ không được vui vẻ cho lắm cứ vậy kết thúc, sau khi trở về nhà, Vương Vân hỏi. Tiểu Tần, vừa rồi chắc cậu ăn không được ngon đúng không, ở lại đây ăn đi, tôi đi nấu vài món. Tần Lâm và Trúc Linh Linh có chút hoang mang, Vương Vân uống nhầm thuốc rồi sao? Từ lúc nào lại đột nhiên đối xử tốt với Tần Lâm như vậy? Đi làm mấy món ăn, Vương Vân đột nhiên hỏi, Tiểu Tần, sinh nhật của cậu là ngày nào? Tần Lâm thuận miệng nói, Vương Vân gật đầu, giống như đã nhớ. Trúc Linh Linh lại càng kinh ngạc hơn, mẹ hôm nay đúng uống nhầm thuốc rồi, còn muốn nhớ sinh nhật của anh Tiểu Lâm nữa chứ, muốn đón sinh nhật cùng anh sao? Được rồi, mẹ ăn xong rồi, mọi người ăn đi, Tiểu Lâm, quần áo của cậu cũng bẩn rồi. Để tôi đi giặt cho cậu, mọi người cứ ăn từ từ nhé. Vương Vân cầm áo khoác ngoài của Tần Lâm rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau khi vào nhà vệ sinh, Vương Vân bắt đầu lục lọi, nhanh chóng tìm thấy ví tiền của Tần Lâm, bên trong chẳng có cái gì cả, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng và vài trăm tệ tiền mặt, Vương Vân lấy thẻ ngân hàng ra rồi bĩu môi. Chẳng có mấy đồng, thẻ ngân hàng cũng đẹp đấy. Cất thẻ ngân hàng vào trong túi, những thứ khác đều để lại chỗ cũ. Vương Vân đương nhiên không muốn đón sinh nhật của Tần Lâm, chủ yếu là vì muốn đoán ra mật khẩu thẻ ngân hàng của Tần Lâm, người bình thường đều đặt ngày sinh nhật là mật khẩu ngân hàng, điều này cũng rất bình thường. Trong thẻ ngân hàng của Tần Lâm có 10 triệu này để trong tay anh thì sớm muộn gì cũng tiêu hết thôi, nếu như vậy thì chẳng bằng để chỗ bà ấy cho an toàn. Vương Vân cầm thẻ ngân hàng, lặng lẽ đi ra ngoài. Đến ngân hàng, thử máy rút tiền một chút, mật mã đúng là ngày sinh nhật. Vương Vân mừng rỡ, đi vào trong quầy, đưa ra tấm thẻ ngân hàng. Xin chào, tôi muốn chuyển khoản, chuyển 10 triệu sang tài khoản này. Dù gì thì cũng là hơn 10 triệu, bà ấy không thể rút từng chút một ở máy rút tiền được. Đưa thẻ ngân hàng ra, điền xong số tài khoản của mình, nhân viên ngân hàng gật đầu, lịch sự nói một câu. Sau đó nhìn cái thẻ một chút, đột nhiên kinh ngạc. Xin bà chờ một chút. Tấm thẻ ngân hàng này là thẻ đen vạn năng, thông dụng trên cả thế giới, vô cùng cao cấp, với nghiệp vụ của cô ấy không có tư cách để làm việc này. Nếu như bình thường Tần Lâm đến có chuyện thì sẽ đi đến quầy VIP luôn mới đúng, nhưng khách hàng người ta đã đến quầy thường thì bọn họ cũng không thể từ chối. Cô nhân viên nhỏ đi tìm giám đốc ngân hàng để đích thân giám đốc làm, sau khi giám đốc ngồi xuống, quét thông tin thẻ ngân hàng. Nhìn thấy thông tin bên trên, giám đốc chau mày lại. Thưa bà muốn chuyển 10 triệu phải không? Xin hỏi bà có biết mật khẩu không? Đương nhiên là tôi biết rồi. Nói rồi, Vương Vân nhập mật khẩu. Giám đốc nhìn thấy mật khẩu được nhập đúng, đột nhiên vẻ mặt trầm xuống. Dám trộm thẻ đen vạn năng, đúng là muốn chết mà. Vừa quẹt đã có thể nhìn thấy thông tin thẻ ngân hàng, mặc dù tư cách của ngân hàng bọn họ không thể xem thông tin cụ thể nhưng giới tính của người dùng có thể nhìn được. Nếu như là thẻ ngân hàng bình thường thì chỉ cần biết mật khẩu thẻ là có thể lấy tiền. Nhưng số tiền quá lớn thì phải xác định thân phận mới được, nếu không phải chính chủ thì ngân hàng sẽ từ chối chuyển khoản, sau đó mới báo cho bạn. Nhưng lần này thì khác, người có thể cầm được tấm thẻ đen vạn năng này đều là nhân vật lớn đứng đầu trên thế giới, dám trộm thẻ của nhân vật lớn như vậy còn đến đây chuyển khoản đúng là muốn chết mà. Giám đốc mỉm cười, bà đợi một chút, cần phải làm một số thủ tục. Nói xong, giám đốc xoay người đi, cầm điện thoại báo cảnh sát. Vương Vân cũng không nghĩ nhiều, ngồi ở đây đợi, thật ra bà ấy cũng muốn đến thử. Có loại thẻ chuyển khoản số tiền lớn thì phải có chữ ký chính chủ, cũng có loại thẻ cao cấp hơn thì không cần phải xác minh chính chủ. Tấm thẻ ngân hàng của Tần Lâm không phải loại bình thường, dù gì trước đây anh cũng là thiếu gia nhà họ Tần, có một chiếc thẻ ngân hàng cao cấp cũng chẳng có gì lạ. Nếu như thật sự có thể chuyển khoản, thì 10 triệu này bà ấy sẽ chuyển hết. Đợi mấy phút sau vẫn chưa thấy giám đốc quay lại, còn nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Vương Vân cũng chẳng thèm quan tâm,
dù gì cũng chẳng liên quan đến bà ấy. Nhưng mà tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, hai chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa, mấy người đặc công xuống xe, trong tay còn cầm súng, xông vào trong ngân hàng, chĩa họng súng vào Vương Vân. Vương Vân bị dọa một phen, bà ấy là đàn bà con gái, làm gì đã bao giờ gặp cảnh tượng này, hai chân run cầm cập, lập tức quỳ xuống đất, suýt đái ra quần. Các người làm gì vậy, tôi có phạm pháp đâu. Giám đốc ngân hàng bước ra, bà không phạm pháp, bà trộm thẻ ngân hàng của người khác, chuyển vào tài khoản của mình 10 triệu, bà còn nói bà không phạm pháp. Bà cứ chờ ngồi tù đi là vừa. Đầu Vương Vân ong một tiếng, không ngờ chỉ dùng thẻ ngân hàng của Tần Lâm chuyển khoản cũng phạm tội lớn như vậy. Tất nhiên nếu là thẻ của người khác thì cũng sẽ không lớn chuyện như thế này, nhưng bởi vì đây là thẻ của Tần Lâm, là thẻ đen vạn năng cho nên bên phía ngân hàng vô cùng chú trọng. Vương Vân ngồi phịch xuống đất, hai chân không ngừng run rẩy, muốn đứng lên cũng khó. Đừng, tấm thẻ này là của con rể tôi, để tôi gọi điện thoại cho nó qua đây, đây chỉ là hiểu lầm. Giám đốc chau mày, mau gọi đi, bật loa ngoài. Cứ để đó xem thử, nhớ thật sự là hiểu lầm, anh ta cũng khó nói. Vương Vân vội vàng cầm điện thoại lên, bấm gọi cho Tần Lâm. Alo, cậu mau đến ngân hàng cho tôi, mau lên. Đến lúc này mà Vương Vân vẫn dùng giọng điệu ra lệnh, bà ấy vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Tần Lâm nghe giọng điệu của Vương Vân có chút không đúng, tiếng hơi run, giống như vừa bị dọa, anh vội vàng đến ngân hàng. Vừa đến cửa, thấy nhiều cảnh sát vây quanh Tần Lâm có chút lo lắng. Dì Vương, sao thế? Vừa nhìn thấy Tần Lâm, Vương Vân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên nói. Chính là cậu ấy, thẻ ngân hàng này là của cậu ấy, đây là con rể của tôi dùng thẻ của con rể không phạm pháp chứ? Giám đốc chau mày, hỏi. Thưa anh có phải chủ nhân của tấm thẻ này không? Nhìn thấy tấm thẻ, Tần Lâm cũng hiểu ra có chuyện gì, Vương Vân trộm thẻ ngân hàng của anh để rút tiền kết quả là bị bắt. Người đàn bà này thật sự khôi hài. Đúng vậy. Giám đốc không dám qua loa, vội vàng lấy thẻ căn cước của Tần Lâm để tiến hành nghiệm chứng, thông tin thẻ căn cước và chính chủ hoàn toàn trùng khớp, lúc này mới cung kính đi ra ngoài, khom lưng cúi đầu nói. Xin lỗi anh, đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng thẻ ngân hàng của anh không nếu không có giao quyền thì bất cứ ai cũng không được rút, bao gồm cả người thân của anh cũng vậy. Tần Lâm gật đầu, biết chuyện rồi cũng không thể trách giám đốc người ta, chỉ nói câu không có chuyện gì, cảnh sát bảo vệ gì đó cũng giải tán. Vương Vân ngồi tê liệt dưới đất, vẻ mặt có chút có lỗi, dù gì thì bà ấy cũng trộm thẻ ngân hàng của Tần Lâm, bây giờ bị bắt tại trận, đương nhiên cũng không mát mặt gì cho cam. Ra khỏi cửa ngân hàng, Vương Vân nói. Họ Tần, tôi trộm thẻ ngân hàng của cậu, tôi cảm thấy 10 triệu để ở chỗ cậu sớm muộn cũng bị cậu tiêu hết, tôi cũng nể tình người lớn nhà cậu trước đây nên muốn giúp cậu giữ thôi. Trong lòng Tần Lâm cười lạnh, da mặt Vương Vân cũng dày thật, rõ ràng là bà ấy muốn 10 triệu kia, còn nói muốn giữ giúp. Thấy Tần Lâm không lên tiếng, Vương Vân nghiến răng, dù gì da mặt cũng đã dày rồi, dứt khoát nói cho rõ. Họ Tần, tôi nhìn ra, cậu chuẩn bị cưới Linh Linh nhà tôi phải không? Mặc dù tôi cảm thấy hai đứa không có khả năng, nhưng tôi thấy biểu hiện gần đây của cậu không tệ, tôi có thể cho cậu một cơ hội. 10 triệu này, coi như tiền xính lễ chắc không thành vấn đề chứ. Tần Lâm cười bất đắc dĩ, nói nửa ngày, ý cô là muốn 10 triệu này đúng không? Vương Vân nhìn anh một cái, đúng rồi, tôi là mẹ của Linh Linh, sau này kết hôn với nó, cậu cũng phải gọi tôi là mẹ, tôi hỏi cậu chút tiền chắc không quá đáng đúng không? Tần Lâm gật đầu. Nhưng chỉ là 10 triệu thôi, đưa cho cô cũng được. Vương Vân bĩu môi, nghe anh nói câu này giống như là có nhiều tiền lắm vậy, 10 triệu, tấm thẻ rách của anh cũng chỉ là 10 triệu có lẻ thôi. Đưa số thẻ cho cháu. Tần Lâm lấy điện thoại ra bắt đầu thao tác, chuyển 10 triệu cho Vương Vân. Người đàn bà này nhỏ mọn như vậy, cũng chỉ là 10 triệu thôi mà, đừng nói là 10 triệu, cho dù là 100 triệu, Tần Lâm cũng có thể đưa một cách nhẹ nhàng. Mặc dù Vương Vân có chút đáng giận nhưng dù gì cũng là mẹ của Trúc Linh Linh, Tần Lâm cũng không tính toán với bà ấy. Không lâu sau, điện thoại của Vương Vân nhận được tin nhắn, nhìn tiền được chuyển vào tài khoản, Vương Vân lập tức vui vẻ, vỗ vai Tần Lâm, cười ha ha nói. Lần này cậu biểu hiện tốt lắm. Nhưng sau khi nói xong, lập tức trở mặt. Mặc dù tôi đã cầm tiền của cậu nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý chuyện hai đứa đâu, nói cho cậu biết.
10 triệu này chỉ là một phần sính lễ thôi, muốn lấy con gái tôi, không đơn giản như vậy đâu, hừ. Nói xong Vương Vân cười ha ha rời đi. Về đến nhà Vương Vân không nói gì, Tần Lâm cũng không nói gì, Trúc Linh Linh đương nhiên không biết chuyện kia. Chỉ cảm thấy hai ngày nay mẹ rất vui vẻ, không biết tại sao. Trưa hôm sau, Tần Lâm đột nhiên nhận được điện thoại của Trúc Linh Linh, khoảng thời gian này, cô ấy đang đi làm mới phải, sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh? Alo, Linh Linh, chuyện gì thế? Anh Tiểu Lâm, có phải anh đưa tiền cho mẹ em không? Đúng, đưa cho cô 10 triệu. Trúc Linh Linh cạn lời, anh Tiểu Lâm vừa kiếm được 10 triệu, cuối cùng vẫn bị mẹ lấy mất. Anh Tiểu Lâm, có chuyện rồi, mẹ em thua sạch 10 triệu rồi. Tần Lâm nhíu mày, thua rồi. Sao lại thua? Trúc Linh Linh thở dài, là cá cược đua ngựa, không hiểu sao mẹ em lại liên hệ với một tổ chức cá cược đua ngựa, thua sạch hết 10 triệu trên trường đua, giờ đang muốn sống muốn chết kìa. Tần Lâm cạn lời, Vương Vân đúng là cực phẩm, hôm qua vừa nói để tiền ở chỗ Tần Lâm sẽ ngay lập tức bị anh tiêu hết, mà giờ thì hay rồi, tiền trong tay bà ấy bay sạch trong vòng chưa đến 24 giờ, lợi hại thật đấy. Được rồi, anh đi xem thử. Trúc Linh Linh và Tần Lâm cùng nhau đến trường đua ngựa này rất rộng và có rất nhiều người, khi đến cửa mỗi người sẽ phải bỏ ra 200 tệ để mua huy hiệu vào cổng. Sau khi đeo huy hiệu, Tần Lâm và Trúc Linh Linh bước vào bên trong trường đua. Tìm thấy Vương Vân ở một góc khán đài. Vương Vân ngồi xổm ở đó với vẻ mặt đầy ấm ức. Vừa thấy Trúc Linh Linh đến, bà ấy lập tức òa khóc. Linh Linh, mẹ không muốn sống nữa. Tuy Trúc Linh Linh rất tức giận, nhưng vừa thấy dáng vẻ dáng thương của mẹ mình thì bỗng chốc mềm lòng, không nói nên lời. Mẹ bắt đầu chơi trò này từ lúc nào? Vương Vân biết mình sai nên cũng không dám nói gì, mẹ bị bọn họ lừa vào con đường này. Lúc đầu mẹ thắng được rất nhiều tiền, bọn họ bảo mẹ đặt vào con nào thì mẹ đặt nào con nấy, kết quả thắng lần nào cũng thắng, sau đó mẹ đặt lớn hơn nhưng những con ngựa đó như bị tiêu chạy vậy, thi nhau chạy chậm. Chắc chắn bọn họ đã gian lận. Tần Lâm cạn lời, đã là cá cược đua ngựa, ông chủ tất nhiên là muốn thắng rồi, và trong mấy trò kiểu như này chắc chắn có thể âm thầm thao túng, còn về có thắng được hay không thì phải dựa vào vận may và tầm nhìn. Có rất ít người thắng được tiền. Nếu bạn có thể trở thành một trong số ít người đó thì có thể thắng được tiền. Trúc Linh Linh thở dài, thua thì cũng đã thua rồi, chúng ta đi thôi. Tuy 10 triệu không phải là số tiền nhỏ, nhưng đã thua rồi, bọn họ cũng hết cách. Người mở được trường đua ngựa chắc hẳn phải là người có thế lực. Bọn họ không thể đòi lại được tiền. Vương Vân không hề đứng dậy mà chỉ ngồi đó, bỗng nhiên cất lời với vẻ mặt phức tạp. Linh Linh, cũng không hẳn là không thể đòi lại. Con đoán xem mẹ nhìn thấy ai này. Ai? Vương Vân quay đầu, chỉ về phía sau. Con nhìn kìa. Nhìn theo tay của Vương Vân, Trúc Linh Linh nhìn thấy một người đàn ông mặc vest, đeo kính râm đứng cách đó không xa. Bành Đào. Trúc Linh Linh sững người, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Vẻ mặt Vương Vân cũng có chút kỳ lạ, liếc qua Tần Lâm rồi nhìn sang Trúc Linh Linh. Trúc Linh Linh nhanh chóng quay đầu lại, anh ấy đang ở Mỹ mà. Sao lại trở về? Vương Vân nói, con gái, con xem Bành Đào vừa nãy chơi luôn thẳng cả, hay là chúng ta nhờ cậu ta giúp đi? Trúc Linh Linh nhíu mày, mẹ, con không muốn tiếp xúc với anh ta. Mấy năm trước Bành Đào cũng tính là một nhân vật có tiếng ở Đông Hải, là bạn học của Trúc Linh Linh, Bành Đào từng theo đuổi Trúc Linh Linh, giữa hai người từng có quan hệ mập mờ, nhưng lúc đi học, Trúc Linh Linh không muốn làm lỡ chuyện học hành nên mãi không đồng ý. Cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị vào đại học, Bành Đào lại ra nước ngoài, cho nên hai người rất ít khi liên lạc với nhau. Sau này khi Trúc Linh Linh biết Bành Đào đã có bạn gái mới ở Mỹ, cô đã cắt đứt liên lạc với anh ta. Không ngờ sau nhiều năm như vậy, hai người lại gặp nhau ở đây. Vừa rồi mấy người thường xuyên quay đầu sang bên này, đã thu hút sự chú ý của Bành Đào, tuy khoảng cách không gần, nhưng Bành Đào vừa nhìn đã nhận ra Trúc Linh Linh trong đám đông. Anh ta vội vàng đứng dậy đi đến. Đến trước mặt cô ấy, Bành Đào gỡ kính râm, dáng vẻ nho nhã lịch sự. Linh Linh, lâu rồi không gặp, em vẫn xinh đẹp như vậy. Trúc Linh Linh không muốn dính líu gì đến anh ta nữa, vì thế khoác lấy cánh tay của Tần Lâm và nói. Đúng thế, lâu rồi không gặp. Nhìn thấy hai người thân mật như vậy, khuôn mặt Bành Đào bỗng dưng cứng đờ, lúng túng cười. Đây là...
Đây là chồng chưa cưới của tôi, Tần Lâm. Bành Đào cười ha ha gật đầu. Mọi người cũng đến đây cá cược đua ngựa à? Mẹ tôi đến chơi, chúng tôi đang định về đây. Bành Đào cười ha hả nói, đang định đi. Dì ơi, vậy bây giờ dì không nên đi đâu, trận này cháu đã theo dõi từ lâu rồi, dì đặt cược theo cháu đi, chắc chắn thắng. Hai mắt Phương Vân sáng lên, thật sao? Tất nhiên rồi ạ, đi thôi dì, để cháu đưa dì đi xem ngựa. Bành Đào dẫn mọi người đến thẳng khu vực chờ, tại đây có thể nhìn thấy mấy con ngựa của trận sắp tới. Bành Đào chỉ vào con ngựa màu hạt rẻ và nói. Dì xem, con số 2 kia, chân dài nhiều thịt, lông rậm rạp, vô cùng khỏe mạnh, chắc chắn có thể giành vị trí số 1. Vương Vân thấy con ngựa này cũng khen ngợi hết lời, quả thật so với những con ngựa khác, con số 2 này trông rất khỏe mạnh. Bành Đào, cháu đừng lừa dì nhé, dì chẳng có bao nhiêu, giờ mà thua nữa thì coi như xong. Bành Đào bật cười nói. Dì yên tâm, cứ tin tưởng cháu đi. Cháu cũng đặt vào con số 2 này, còn định đặt 500.000 tệ, nếu thắng sẽ được gấp đôi. Vì con số 2 này rất hot nên tỷ lệ thua không cao, rất nhiều người đặt cược vào con này. Vương Vân ngẫm nghĩ, hay là gì đặt cược 3 màu? 3 màu chính là đặt cược đồng thời vào 3 con ngựa, cho dù con nào trong 3 con đoạt được chức vô địch cũng nhận được tiền, nhưng như vậy tỷ lệ thua sẽ thấp hơn, đây là một lối chơi tương đối bảo thủ. Bành Đào cười nói, gì à? Nếu muốn thắng tiền thì tất nhiên phải chơi một màu rồi, đặt một cái tỷ lệ thua mới cao được, dì vẫn không tin cháu hả? Vương Vân do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Được thôi, vậy dì nghe theo cháu vậy. Vương Vân lấy một tấm phiếu, đặt cược nốt 50.000 tệ cuối cùng. Mẹ! Không đợi Trúc Linh Linh lên tiếng, Vương Vân đã trợn mắt nhìn cô, Bành Đào là chuyên gia lĩnh vực này, nghe theo cậu ấy chắc chắn đúng. Nếu con gái đến sớm hơn, sớm liên lạc với Bành Đào thì có lẽ vừa rồi bà ấy đã không mất nhiều tiền như vậy. Nhìn mấy con ngựa đua này, Tần Lâm bước tới đưa tay sờ lên cổ ngựa. Bành Đào đứng bên cạnh mỉm cười khinh bỉ, người anh em này chắc chưa được trải đời nhỉ, mấy con ngựa này đều là ngựa tốt giá mấy trăm nghìn tệ đó, anh đừng có mà sờ lung tung, nó mà hư hỏng gì thì bán cả gia tài nhà anh cũng không đền nổi đâu. Tần Lâm không đếm xỉa đến anh ta, mà lần lượt sờ từng con một, sau đó nói. Con số 2 không thắng được. Vừa dứt lời, Bành Đào bỗng nhiên cười phá lên. Người anh em này, anh nói đùa gì vậy? Anh có biết bao nhiêu người chọn con số 2 này không? Có biết vì sao tỷ lệ thua nó thấp vậy không? Chính là vì tình trạng sức khỏe của nó quá tốt. Bao nhiêu chuyên gia đều nói nó chắc chắn sẽ thắng. Anh biết cái gì mà ở đây nói nhảm vậy? Lời nói của Tần Lâm quả thật đã dấy lên con phẫn nộ của mọi người. Đúng là, thằng nhà quê ở đâu đến vậy? Số 2 không thắng thì số mấy thắng chứ? Tình trạng của mấy con ngựa khác kém hơn rất nhiều, không thể so sánh với con số 2, anh đừng nói luyên thuyên nữa. Đúng vậy, dám nghi ngờ phán đoán của thầy Bành Đào, anh đúng là không biết trời cao đất dày. Tần Lâm chỉ nói một câu đã lập tức bị mọi người chỉ trích. Xem ra Bành Đào có quan hệ rất rộng trong giới này, mà trình độ của Bành Đào cũng là điều không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đặt cược theo Bành Đào và quả thật đã thắng được kha khá. Vương Vân cũng trợn mắt, Tần Lâm, cậu đừng nói luyên thuyên nữa, cậu không hiểu ngành này còn nói nhảm cái gì chứ. Được rồi, cậu chủ Bành này, gì cũng đặt cược 50.000 theo cháu, trông cậy vào cháu rồi. Tần Lâm nhíu mày nói, dì Vương, cháu khuyên dì không nên đặt vào con số 2 mà đặt vào số 8. Vừa nói xong, Bành Đào chợt cười phá lên, người anh em này, anh vui tính quá. Anh đúng thật là chưa được trải đời mà, con ngựa này có chạy được hay không, không phụ thuộc vào việc nó hung hãng hay không mà phụ thuộc vào đôi chân. Chân con số 8 này vừa ngắn vừa mỏng, căn bản không cùng đẳng cấp với mấy con khác, đây chính là sự chèn ép của dòng máu. Nhưng tôi rất thích thái độ không biết thì hỏi của anh, nếu chưa được trải đời thì phải học hỏi mới biết được, nếu không cả đời này cũng không có cơ hội. Vương Vân hung hăng trợn mắt, lầm bầm nói, mất mặt quá. Trúc Linh Linh cũng kéo áo Tần Lâm, ra hiệu anh đừng nói nữa. Ở trường đua ngựa, kỹ năng của Bành Đào chắc chắn tốt hơn Tần Lâm rất nhiều, tuy trình độ chữa bệnh của anh Tần Lâm khá tốt nhưng ở những phương diện khác lại không tốt lắm. Tần Lâm bất lực lắc đầu, vậy hãy đợi mà xem. Mấy phút sau, trận đua ngựa tiếp theo bắt đầu. Những con ngựa hoang dã thoát khỏi dây cương, liền điên cuồng chạy về phía trước, tất cả mọi người đều hô lên đầy phấn khích, trong đó tiếng hô hào về số 2 là to nhất. Trong số những con ngựa đua,
nó cũng là con nổi bật nhất, vừa cao lớn vừa dũng mãnh. Trong nửa đầu chặng đua, con số 2 gần như dẫn đầu tất cả. Bành Đào đứng đó cười khinh bỉ, ha ha, tôi nhớ vừa rồi anh nói con số 2 không thắng được. Có mắt nhìn đấy mọi người đều nở nụ cười thích thú, liếc nhìn Tần Lâm, chàng trai này hài hước thật đấy, trên trường đua mà dám đối đầu với cậu chủ Bành, đúng là tự chuốc nhục vào thân mà, tẹo nữa chắc chắn anh sẽ bị mất mặt. Nửa chặng đường sau, tốc độ của con số 2 đột ngột giảm sút, bắt đầu lè lưỡi sùi bọt mép, ngay sau đó từ vị trí thứ nhất tụt xuống vị trí thứ tư. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ, rồi kích động la hét chửi bới. Chuyện gì vậy? Bành Đào chau mày, đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy tình huống này, anh ta đã xét trên nhiều khía cạnh, con số 2 này là hạt giống, chắc chắn có thể giành được chiến thắng, sao lại tuột dây xích vào thời điểm quan trọng này chứ? Con số 2 bị tụt lại. Tốc độ của những con ngựa khác cũng chậm dần, chỉ trừ con số 8 gầy guộc vẫn không giảm tốc độ. Khi những con ngựa khác tụt lại phía sau, một mình nó xông lên đầu. 10 mét, 8 mét, con ngựa số 8 dẫn đầu xông về đích. Bỗng nhiên, hiện trường tràn đầy những tiếng chửi bới, dù sao cũng có rất nhiều người mua con số 2, mà trận này có vẻ thắng chắc nên bọn họ đã đặt rất nhiều tiền, thế mà lại xảy ra kết quả bất ngờ. Vẻ mặt của đám người Bành Đào cũng tái mét lại. Không ngờ Tần Lâm lại đoán chúng, thế mà cũng được ha. Vương Vân vỗ đùi, vẻ mặt đầy hối hận. 50.000 cuối cùng cũng mất rồi, biết thế đã nghe theo tiểu Tần rồi. Bành Đào cười gượng nói, gì à, anh ta chỉ là đoán mò ăn may mà thôi, mấy cái tình huống bất ngờ kiểu này cũng thường xảy ra, vì thế không cần quá ngạc nhiên làm gì cả. Ý của Bành Đào rất rõ ràng, anh ta rất hiếm khi đoán sai, không thể có chuyện trận nào cũng có kết quả bất ngờ được. Gì à, đi thôi. Cháu đưa dì đến xem ngựa của cuộc đua tiếp theo. Một nhóm người đi theo Bành Đào đến chuồng ngựa của cuộc đua tiếp theo, nhìn thấy những con ngựa tràn đầy năng lượng này, Bành Đào nói. Lần này cháu khuyên dì nên đặt 3 màu 2,3, 4, những con ngựa này đều vô cùng khỏe mạnh, ba con này về cơ bản đều nằm trong top 3, nhưng không thể đoán chắc con nào sẽ về nhất, vì vậy nên đặt cược 3 màu để thắng nhỏ một trận. Mọi người ai nấy cũng gật đầu. Mọi người đã nhìn thấy thông tin của mấy con ngựa này trên báo rồi, nhưng không hiểu rõ ràng như Bành Đào, bọn họ vốn dĩ cũng định cược 234 thắng, nếu Bành Đào đã nói vậy thì chắc chắn không sai đi đâu được. Bành Đào nhìn Vương Vân nói, dì à, lần này dì có thể đặt nhiều một chút, tuy tỷ lệ cược thấp nhưng đặt nhiều thì có thể thắng nhiều. Vương Vân do dự một hồi, bà ấy đã thua sạch 10 triệu mà Tần Lâm đưa rồi, nếu chơi nữa thì sẽ phải tự bỏ tiền bà ấy ra. Ngẩng lên nhìn chân của ba con ngựa này, quả thực là vô cùng khỏe mạnh, Vương Vân ngẫm nghĩ. Được, vậy tôi sẽ đặt cược 200.000. Vừa dứt lời, Tần Lâm liền lắc đầu. Dì Vương, cháu khuyên dì nên đặt con số 5. Nói xong, mọi người đều nhìn sang con số 5. Con ngựa số 5 này quả thật không tồi, chân dài người cao, nhưng con số 5 trông rất uể oải, như kiểu tối qua vừa bị tiêu chảy, trông không hề có khả năng giành chiến thắng. Bành Đào lạnh hùng hừ một tiếng, anh nghĩ mình đoán mò đúng một lần sẽ có thể đoán trúng lần hai đấy à? Cá cược đua ngựa không thể dựa vào may mắn đâu mà phải dựa vào mắt nhìn, ai cũng có thể. Nhìn ra tinh thần con số 5 uể oải, đoán chắc cơ thể không khỏe, mà anh lại bảo dì Vương đặt cược con số 5, anh muốn hại gì à? Đúng vậy, đừng có giả vờ hiểu biết nữa, đoán mò một lần mà còn muốn đoán lần hai à? Tôi vẫn đặt cược theo cậu chủ Bành. Không sai. Vận may không đáng tin, cá cược đua ngựa phải dựa vào mắt nhìn. Tôi tin tưởng cậu chủ Bành, tôi đặt cược 500.000 tệ vào 3 màu số 234. Những người này đã đặt cược xong rồi, Vương Vân cũng không kìm lòng được, lấy ra 200.000 đặt vào. Trúc Linh Linh đứng bên cạnh nói nhỏ, anh Tiểu Lâm, anh có chắc chắn không? Tần Lâm nói, khá chắc chắn. Trúc Linh Linh tò mò, trận vừa nãy, sao anh biết con số 8 không thể thắng mà con số 2 có thể? Tần Lâm nói, anh sờ cổ bọn chúng, con số 8 bị hen suyễn. Há, Trúc Linh Linh ngạc nhiên há hốc miệng, không ngờ anh Tiểu Lâm lại có thể khám được bệnh cho cả ngựa, chả trách con ngựa đó chạy được nửa đường lại lè lưỡi sùi bọt mép, tốc độ cũng chậm lại, thì ra là hết hơi, lên cơn hen. Vậy còn trận này thì sao? Tần Lâm nói, ba con ngựa kia không có gì đặc biệt, nhưng con số 5 mạnh hơn, vì nó đang động dục. Cái này, khóe miệng Trúc Linh Linh giật giật. Không ngờ có thể đoán cá cược đua ngựa bằng cách này. Con ngựa số 5 uể oải không phải là vì cơ thể suy ngược mà là do đang trong thời kỳ động đục, nội tiết tố trong người quá cao khiến sức mạnh bị dư thừa không thể thoát ra,
khi chạy chắc chắn sẽ nhanh hơn những con còn lại. Tuy Tần Lâm nói có căn cứ hắn hoi nhưng Trúc Linh Linh vẫn nửa tin nửa ngờ, ai có thể đoán chính xác những trò cá cược như này chứ? Lần này Bành Đào cũng đặt cược, dù sao cũng cược ba màu, xác suất khá cao nên anh ta đặt hẳn 1 triệu. Ha ha, đợi xem trò hay đi. Cuộc đua tiếp theo vừa bắt đầu, số 234 đã thoát dây cương lao thẳng lên trước. Tuy nhiên, mọi người còn chưa kịp phấn khích gieo hò, thì con số 5 cũng đã lao ra. Rõ ràng là xuất phát sau mấy giây, nhưng tốc độ vượt xa mấy con còn lại, đuổi kịp số 234 trong nháy mắt. Con số 5 này đã quét sạch dáng vẻ uể oải tiểu tụy lúc nãy, bốn chân chạy điên cuồng, lao nhanh như tên bắn, bỏ xa những con ngựa còn lại. Sau vài giây đã lao đến vạch đích, tiếng mắng chửi lại vang lên khắp nơi. Tất cả mọi người đều ngây ra, không ngờ con số 5 lại trâu bò như vậy. Không hề giống với thông tin trước đó. Bành Đào cũng sững sờ, anh ta cũng đã đặt cược 1 triệu lận, con số 5 này uống thuốc kích thích à? Sao có thể chạy nhanh như vậy chứ? Vương Vân tức đến mức dậm chân huỳnh uích, 200.000 tệ ơi! Biết thế đã nghe theo lời Tần Lâm, tỷ lệ cược thua của con số 5 rất cao, nếu đặt 200.000 vào con số 5 thì lần này đã có thể thắng được gần 1 triệu rồi, bực mình quá đi. Lúc này đám người Bành Đào đã câm nín, bọn họ đã thua 2 lần liên tiếp rồi, còn Tần Lâm thì đã dự đoán chính xác 2 lần liên tiếp, chuyện này có lẽ không phải là trùng hợp đâu nhỉ. Một lần là may mắn, 2 lần sao có thể là may mắn được. Mà lúc Tần Lâm nói chắc chắn, không chút do dự như vậy, có thể thấy đã biết trước mọi việc. Vẻ mặt Bành Đào đã hơi mất kiểm chế, nhưng anh ta vẫn gắng gượng nói. Ha ha, thắng thua là chuyện thường tình, cá cược đua ngựa thì phải cược nhiều mới có cơ hội thắng, gặp 1-2 lần xác suất thấp là chuyện rất bình thường. Bành Đào liếc nhìn Tần Lâm cưỡi khinh bỉ nói. Người anh em này xem ra rất may mắn, đã đoán đúng 2 lần liên tiếp, sao anh không thử chơi xem? Chỉ ở đây khua môi múa mép thì chán lắm, chỉ nói mà không làm thì cũng khó lòng thuyết phục được mọi người, nói thì đúng nhưng bản thân lại không dám đặt cược thì oai phong gì. Giống như Bành Đào vậy, tuy rằng người ta không đoán chúng, nhưng anh ta cũng đã đặt cược, nếu thua thì mọi người cùng thua, như vậy mới khiến mọi người tin phục. Tần Lâm suy nghĩ giây lát, được rồi, vậy tôi cũng chơi vài ván. Bành Đào cưỡi mỉa mai, anh định chơi bao nhiêu tiền, ở đây phải đặt ít nhất là 5.000. Không cho đặt 200-300 đâu. Tần Lâm nói, vậy thì đặt 500.000 đi. Trúc Linh Linh nhíu mày, khẽ kéo áo Tần Lâm. Anh Tiểu Lâm, anh bình tĩnh đi. Tần Lâm làm bác sĩ có thể kiếm được bao nhiêu chứ? 500.000 là số tiền tích góp rất lớn rồi, anh vốn dĩ có 10 triệu nhưng đã bị Vương Vân thua hết rồi. Tần Lâm cũng không bận tâm, 500.000 để chơi đùa một chút mà thôi. Bành Đào cười khinh bỉ, anh muốn cược như nào, tôi sẽ chơi cùng anh. Tần Lâm liếc nhìn, tôi chơi giải lục bảo. Anh vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên im lặng. Mọi người đều sững sờ mấy giây, mới phản ứng lại. Giải lục bảo, sao anh lại nghĩ quẩn như vậy? Giải lục bảo hơi khác so với giải tam trùng và nhất trùng. Giải lục bảo tức là phải đặt cược chúng toàn bộ 6 cuộc đua tiếp theo mới giành được chiến thắng. Chúng một cuộc đua đã rất khó rồi, xác suất đoán chúng cả 6 cuộc đua thấp vô cùng. Vì vậy đây cũng là trò đặt cược lớn nhất của toàn bộ trường đua, cược một được 125 lần. Bành Đào nghe đến giải lục bảo cũng sửng sốt, anh ta đã chơi trong ngành này mấy năm rồi, thật sự chưa từng thấy ai dám đặt cược giải lục bảo. Bởi vì xác suất của giải này quá thấp, chỉ cần thua một ván thì những ván còn lại đều coi như bỏ đi. Bành Đào cười khinh bỉ, nếu anh đã muốn chơi, vậy thì tôi cũng chơi giải lục bảo này, chơi 100.000 đi. Chơi giải lục bảo bao tiền thì đều như ném xuống sông xuống biển cả, vì vậy Bành Đào chỉ đặt cược 100.000 để đấu với Tần Lâm trước mặt Trúc Linh Linh. Trong 6 trận này chỉ cần anh ta thắng được nhiều hơn thì có thể lấy lại được chút thể diện rồi. Sau đó, hai người đi xem ngựa, Tần Lâm đi đến thấy con nào thì đến sờ một lát, rất nhanh sau đó đã viết xong 6 con số. Bành Đào cười khinh bỉ, nhìn điệu bộ của Tần Lâm, rõ ràng là chỉ đoán mò. Anh ta đã điều tra tỉ mỉ. Nắm rõ toàn bộ thông tin của những con ngựa này, thậm chí còn biết rõ ràng nguồn gốc của chúng, vì thế phán đoán của Bành Đào mới càng chính xác. Bành Đào cược xong thì cuộc đua bắt đầu. Trận đầu tiên, Tần Lâm cược chúng, Bành Đào cược chúng. Trận thứ hai, Tần Lâm chúng, Bành Đào chúng. Trận thứ ba, Tần Lâm chúng, Bành Đào chúng. Sau 3 trận, mọi người đã tin tưởng vào Bành Đào hơn. Không hổ là cậu chủ Bành, đã bỏ rất nhiều công sức vào lĩnh vực này. Đoán chúng 3 trận liên tiếp quả thật không hề dễ dàng. Còn về chuyện Tần Lâm chúng cực chúng,
lý do quá đơn giản, chắc chắn là do anh chép cậu chủ Bành, cược giống hệt cậu chủ Bành. Trận số 4 rất quan trọng, bởi vì con ngựa Tần Lâm và Bành Đào đặt cược không giống nhau. Bành Đào cười mỉa mai, mắt nhìn của anh độc thật đấy, thích chọn cược ngựa đen. Tần Lâm cười nhàn nhạt, không hề lên tiếng. Nguồn thông tin và hiểu biết của Bành Đào về ngựa đều là từ những ông chủ nuôi ngựa và phân tích của các chuyên gia trên tạp chí. Với những thông tin như này làm sao có thể bằng sự quan sát kỹ càng của Tần Lâm được? Nghe, nhìn, hỏi, sờ không chỉ đúng với người, mà với động vật cũng vậy. Trận thứ tư, khi con ngựa Tần Lâm đặt cược dẫn đầu lao nhanh về đích, sắc mặt của Bành Đào đã hơi thay đổi. Những người khác cũng lặng thinh. Trúc Linh Linh hơi hưng phấn, anh Tiểu Lâm, anh thắng 4 trận rồi. Bành Đào thua trước, sắc mặt đương nhiên xấu vô cùng. Hừ, 4 trận mà thôi, 2 trận phía sau ngay cả tôi cũng không dám chắc, chỉ cần thua 1 trận thì những chiến thắng lúc trước sẽ không được tính. Những người khác cũng thi nhau lắc đầu, bày tỏ sự tiếc nuối, nếu Tần Lâm chắc chắn như vậy, cứ đặt cược giải đơn trùng thì tốt biết bao, như vậy là chắc chắn thắng rồi, thắng liên tiếp 4 trận cũng được không ít tiền đó. Nhưng tên này lại cử tham lam muốn đặt cược giải lục bảo, với xác suất này sao có thể thắng được chứ? Trận thứ 5, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm con ngựa Tần Lâm đặt cược, tuy bọn họ không tham gia đặt nhưng cũng rất muốn xem kết quả của Tần Lâm. Không phụ sự trông đợi của mọi người, hiệp thứ 5, Tần Lâm lại trúng. Bỗng nhiên sắc mặt của tất cả mọi người đều khẽ thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng ngưỡng mộ. 5 trận liên tiếp rồi. Bây giờ nếu còn nói Tần Lâm không có trình độ mà chỉ dựa vào may mắn thì có vẻ hơi vô lý, dù là cậu chủ Bành cũng không thể thắng 5 trận liên tiếp mà. Đến trận thứ 6, tất cả mọi người đều thấy hồi hộp, nếu thắng trận này, thì Tần Lâm sẽ thực sự giành được giải lục bảo rồi. Vương Vân cũng trở nên phấn khích theo, mọi người đều nhìn chằm chằm vào con ngựa gầy màu đen. Tiếng súng vang lên, hàng rào mở ra, con ngựa đen lao lên như tên bắn, vừa xông ra khỏi hàng rào đã lập tức dẫn đầu. Rõ ràng là con ngựa đen gầy và nhỏ nhất nhưng trạng thái tinh thần lại tốt nhất. Dưới mọi ánh nhìn, hạ gục tất cả đối thủ bằng tư thái lấn át. Tần Lâm đã đặt cược chúng toàn bộ 6 trận, cược một được 125 lần, giải thưởng là 12.500.000 tệ. Khi ván thứ 6 kết thúc, tất cả mọi người đều đập đùi dậm chân một cách giận dữ, thầm tiếc tại sao mình lại không đặt theo chứ. Cho dù có phải đặt 10.000-20.000 cũng được. Nếu cứ đặt theo vào giải lục bảo thì chắc chắn bọn họ đã kiếm được một vố lớn rồi. Vương Vân đột nhiên trở nên hưng phấn, trúng rồi sao? Chúng ta trúng rồi, Trúc Linh Linh trừng mắt nhìn bà, mẹ bình tĩnh lại đi, anh Tiểu Lâm trúng chứ có phải chúng ta đâu. Vương Vân trợn tròn mắt, biết rồi, mẹ mừng thay cậu ta là được chứ gì. Không biết con có phải con ruột của mẹ không nữa. Vương Vân thật sự đã phục, vận may của thằng nhóc họ Tần này khá đấy. Mua đồ cổ thì mua được bảo vật, cá cược đua ngựa cũng thắng giải lớn, tuy không có bản lĩnh nhưng lại vô cùng may mắn. Bành Đào có vẻ không thể chịu được nữa, bèn tìm một lý do rời đi để tránh phải xấu hổ. Sau khi Bành Đào đi khỏi, đương nhiên những người khác cũng sẽ không ở đây xem nữa. Thắng được hơn 10 triệu, thái độ của Vương Vân đối với Tần Lâm trên đường về đã tốt hơn rất nhiều, lời nói cũng bớt chua chát hơn. Nhưng Trúc Linh Linh vẫn luôn nhắc nhở đây là tiền riêng của Tần Lâm. Không liên quan gì đến cô, bảo Vương Vân đừng nghĩ ngợi lung tung. Vương Vân không còn cách nào khác đành phải từ bỏ, vì vậy bà chỉ còn cách tìm cơ hội khác để xin tiền Tần Lâm. Dù gì bà ấy cũng là mẹ của Trúc Linh Linh, nếu Tần Lâm muốn tiếp tục qua lại với Trúc Linh Linh thì đương nhiên phải được bà ấy thông qua. 10 triệu này sớm muộn gì cũng sẽ là của bà ấy thôi. Đồng thời, trong một lớp học ở Đại học Hán Đông, Vương Đông Tuyết nhìn thấy điện thoại thông báo thời gian, sắc mặt chợt ửng đỏ. Ngày mai là sinh nhật cô, trước đây cô toàn tự mình lén tổ chức sinh nhật trong ký túc xá, nhưng năm nay cô lại muốn tổ chức cùng người khác. Cô cầm điện thoại rồi nhìn vào sổ liên lạc trong Zalo, sau đó mở vào hộp thoại với Tần Lâm, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không bấm gửi tin nhắn. Cô muốn mời Tần Lâm đến dự sinh nhật mình, nhưng như vậy có đường đột quá không? Có quá chủ động không? Vương Đông Tuyết vừa nghĩ tới liền đỏ mặt, ngại ngùng xấu hổ. Đột nhiên, một vài bạn học đi đến. Có một cô gái đứng trước mặt Vương Đông Tuyết, cao giọng nói. Này, ngày mai là sinh nhật tớ, tớ sẽ mời cả lớp đi ăn, chắc cậu cũng sẽ đi chứ nhỉ? Cô gái đang nói chính là Triệu Đông Mai, điều kiện nhà cô ta cũng không tồi, đặc biệt là cô ta sinh cùng ngày với Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết hơi ngại, ngày mai cô vốn muốn tổ chức sinh nhật cùng với Tần Lâm. Thật xin lỗi,
ngày mai tớ có hẹn với bạn mất rồi. Vì không muốn đi nên Vương Đông Tuyết mới nói dối, mặc dù vẫn chưa hẹn được Tần Lâm nhưng cứ nói vậy trước cho xong. Triệu Đông Mai lập tức cau mày, sao thế? Không nể mặt tớ à? Cả lớp đều đi đó, bình thường cậu không tham gia, đến cả họp lớp cũng chẳng đi được mấy lần, lần này không cần cậu chi tiền mà vẫn không chịu đi ư. Yên tâm đi, tớ không cần cậu tặng quà đâu. Vương Đông Tuyết vẫn còn hơi do dự. Thế này đi, cứ dắt theo bạn của cậu là được, ok chưa hả? Triệu Đông Mai nói vậy làm Vương Đông Tuyết không tiện từ chối. Được thôi, nhìn thấy Vương Đông Tuyết đồng ý, Triệu Đông Mai liền nở nụ cười đắc ý. Được rồi, quyết thế nhé, dù sao cũng chẳng có ai đến dự sinh nhật của cậu, cho nên cậu cứ đến ăn cùng với tớ là được. Thật ra Triệu Đông Mai thừa biết hai người bọn họ sinh cùng ngày, vì thế cô ta mới cố ý mời Vương Đông Tuyết đến xem. Để Vương Đông Tuyết thấy được cả lớp chúc mừng sinh nhật cô ta ra sao, và họ đã quên sinh nhật của Vương Đông Tuyết thế nào. Sau khi mọi người rời đi, Vương Đông Tuyết mới thở dài, cảm thấy có chút hối hận, nhưng cô đã đồng ý rồi nên chỉ có thể mặt dày liều một phen. Vương Đông Tuyết nhắn tin cho Tần Lâm. Anh Tần, ngày mai bạn học của em tụ tập, được dẫn bạn cặp theo, anh có thể đi cùng em không? Sau khi gửi tin nhắn đi, Vương Đông Tuyết vội vàng khóa màn hình rồi bỏ vào túi. Nhìn cũng không dám nhìn, tim cô bắt đầu đập nhanh và mặt cũng đỏ lên. Vài phút trôi qua, một tiếng, tinh, điện thoại vang lên. Vương Đông Tuyết nhanh chóng mở máy, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tần Lâm. Được, mặc dù chỉ là một từ đơn giản, nhưng lại khiến Vương Đông Tuyết đứng ngây ra cười ngốc nghếch mất một lúc. Chiều ngày hôm sau, Vương Đông Tuyết đã đợi ở cổng trường, sau khi các bạn học khác lần lượt đi ra, rồi lên xe chuẩn bị đi đến nhà hàng. Triệu Đông Mai liền hỏi. Vương Đông Tuyết, đợi bạn trai hả? Vương Đông Tuyết cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ đỏ mặt gật đầu. Nếu anh ta chưa đến thì cứ để anh ta bắt taxi đến đó đi, còn cậu đi cùng tụi tớ, đường xa như vậy nếu phải bắt xe thì cậu phải mất hơn 10 tệ đấy, cậu tiết kiệm như vậy chắc sẽ rất đau lòng. Triệu Đông Mai luôn ganh tị với vẻ đẹp của Vương Đông Tuyết, vì vậy cô ta luôn hết lần này đến lần khác so sánh với cô. Vương Đông Tuyết ngượng ngùng cười đáp, không cần đâu. Tớ đợi bạn trai đến đi cùng. Triệu Đông Mai hừ lạnh một tiếng, chắc bạn trai cậu cũng không có xe đâu nhỉ. Vương Đông Tuyết ngây ra một lúc, tớ cũng không biết nữa, hình như không có thì phải. Lần trước mẹ Vương Đông Tuyết đến, Tần Lâm luôn bắt xe dẫn bọn họ đi, nên cô cũng không rõ là anh có xe hay không. Triệu Đông Mai lộ rõ vẻ đắc ý, lát nữa bạn trai tớ đến đón, hay là chúng ta cùng nhau đi, chiếc Audi của bạn trai tớ dư cũng nhiều chỗ, ngồi thêm hai người cũng không thành vấn đề. Triệu Đông Mai cố tình khoe khoang để Vương Đông Tuyết biết rằng bạn trai cô ta rất giàu có, muốn cô thấy được bản thân cô ta như tiểu công chúa, còn Vương Đông Tuyết chỉ là cô bé lọ lem. Vài phút sau, một chiếc Audi trắng phi nước đại đến, một gã bụng bia mập lùn từ trên xe bước xuống, chiếc xe vốn dĩ khá rộng rãi nhưng lại bị tên mập này làm cho trông giống như chật hẹp vô cùng. Sau khi xuống xe, tên béo lấy từ ghế phụ ra một bó hồng. 99 đóa hồng, tên béo cầm bó hồng trên tay. Tiến về phía Triệu Đông Mai rồi nói. Đông Mai, sinh nhật vui vẻ. Các bạn học xung quanh đột nhiên reo hò lên. Qua, Đông Mai, cậu hạnh phúc thật đấy. Bạn trai của cậu cũng lãng mạn quá rồi đó. Tớ ghen tị chết mất, giá như sinh nhật tớ cũng vậy thì tốt biết mấy. Mặc dù chỉ tặng một bó hồng bình thường nhưng các bạn học vẫn cảm thấy vô cùng lãng mạn khi được tận mắt chứng kiến. Triệu Đông Mai cũng rất đắc ý, cô ta cầm lấy bó hồng, bước lên xe ngồi vào ghế lái phụ. Sau đó đặt hoa ở băng ghế sau rồi nói với Vương Đông Tuyết. À, Đông Tuyết này, thật xin lỗi, tớ không ngờ bạn trai lại mua bó hoa lớn như vậy cho tớ, để ở sau sợ là sẽ không còn chỗ cho cậu và bạn trai cậu nữa rồi, hay là hai người cứ bắt xe đi. Các bạn học khác cũng lộ ra vẻ giễu cợt rồi lần lượt lên xe. Chỉ còn Vương Đông Tuyết ở lại một mình, cô đứng trước cổng trường, cảm thấy hơi xấu hổ. Vẻ mặt Triệu Đông Mai có chút bỡn cợt. Cảm thấy mục tiêu của cô ta đã đạt được rồi bèn quay đầu nói. Đi thôi, đừng quan tâm cậu ấy nữa. Ngay khi vừa định đóng cửa sổ xe, đột nhiên có tiếng động cơ vang lên, liền thu hút sự chú ý của Triệu Đông Mai và tên béo. Một chiếc Aston Martin dòng xe ý tưởng phi nước đại tiến vào. Triệu Đông Mai như chết lặng khi nhìn thấy chiếc siêu xe này, không ngờ trên đời lại có chiếc xe thể thao đẹp như vậy, cô ta không kìm lòng được liền nhìn chân chối một lúc. Đến tên béo cũng không dám động đậy. Một chiếc xe thể thao đẳng cấp như vậy cũng phải hơn 10 triệu tệ, không may đụng phải thì coi như toi đời,
ước chừng chiếc Audi của anh ta cũng không đủ trả. Một tiếng két vang lên, chiếc siêu xe đậu ngay trước mặt Vương Đông Tuyết. Cửa xe được mở ra, sau đó Tần Lâm bước xuống. Vương Đông Tuyết trợn tròn mắt, đương nhiên cô thấy chiếc siêu xe này rất ngầu, nhưng cô không thể nào ngờ rằng Tần Lâm lại bước xuống từ đó. Tên mập nhìn thấy người ta dừng xe liền định lái xe rời đi, nhưng Triệu Đông Mẫn nhìn thấy người đó đi về phía Vương Đông Tuyết, bèn vội nói đợi một chút. Tên mập đơ ra một lúc nhưng không khởi động xe, hai người ngồi trong quan sát. Sau khi Tần Lâm xuống xe liền cười nói, Đông Tuyết, tôi có để đồ trong cốp, cô giúp tôi lấy đi. Vương Đông Tuyết có hơi bối rối, cô ngoan ngoãn đi ra phía sau rồi ấn nút, cốp xe từ từ mở ra. Một mảng màu đỏ hiện ra đập vào mắt, toàn bộ cốp xe đều là hoa tươi. Cho dù là sắp đặt hay tấm lòng thì nó cũng tốt hơn gấp trăm lần so với thứ bạn trai Triệu Đông Mai tặng cô ta. Vương Đông Tuyết nhìn thấy chỗ hoa này, trong lòng vô cùng cảm động. Anh Tần, đây là... Tần Lâm mỉm cười, hôm nay là sinh nhật cô đúng không? Sinh nhật vui vẻ nhé. Vương Đông Tuyết sững ra, sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi? Trong phòng Livestream của cô có để thông tin, tất nhiên là tôi biết rồi. Vương Đông Tuyết thầm cảm động, không ngờ anh Tần lại nhớ sinh nhật cô, hơn nữa còn đặc biệt mua nhiều hoa như vậy nữa. Cảm ơn anh, Vương Đông Tuyết vui vẻ lên xe, sau đó xe nổ máy, từ từ rời đi ngồi trên xe, Vương Đông Tuyết cảm thấy vô cùng băn khoăn, chiếc xe này không giống những chiếc xe cô thường thấy. Nội thất xa hoa đến mức cử động cô cũng không dám. Anh Tần, chiếc xe này thuê một ngày đắt lắm phải không? Trước đây Vương Đông Tuyết chưa từng thấy Tần Lâm lái, nên cô mới nghĩ rằng đây là xe mà anh xe, thuê. Tất nhiên, cho dù có thuê thì cô cũng rất vui vẻ, được đi siêu xe trong ngày sinh nhật của mình quả thật hạnh phúc. Tần Lâm cười nói, cũng được. Trên đường đi, Triệu Đông Mai tức đến xanh mặt, con tiện nhân đó tìm được bạn trai giàu có như vậy lúc nào chứ? Triệu Đông Mai không phục, cô ta đã tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể câu được con cá lớn này, còn Vương Đông Tuyết chẳng làm gì mà lại có thể quen được phú nhị đại. Cùng một ngày sinh nhật, vốn dĩ Triệu Đông Mai muốn so sánh để có thể đè bẹp Vương Đông Tuyết, nhưng kết quả thì sao? Đều là tặng hoa, nhưng một cái là bó hoa, cái còn lại là xe hoa, căn bản không thể nào so sánh được. Hơn nữa, vốn cảm thấy chiếc Audi của tên béo cũng không quá tệ. Nhưng nếu đem so với chiếc siêu xe của Tần Lâm thì cũng chỉ là rác. Triệu Đông Mai càng nghĩ càng tức, sau đó cô ta nhắn tin cho Vương Đông Tuyết. Xe của bạn trai cậu bao nhiêu tiền vậy? Một lát sau, Vương Đông Tuyết trả lời. Xe thuê, sau khi nhìn thấy tin nhắn trả lời, Triệu Đông Mai lập tức cười phá lên. Ha ha, còn tưởng là phú nhị đại, hóa ra chỉ là tên rẻ rách đi thuê xe, hai đứa nghèo kiết xác này ở với nhau cũng hợp đấy. Tên béo lái xe cũng cười thành tiếng. Đây chính là loại nghèo vui vẻ, thuê xe vui vẻ một ngày nhưng một tháng sau lại sống tằn tiện, hay ho gì chứ? Triệu Đông Mai cảm thấy công bằng hơn rất nhiều, đúng vậy, chồng em vẫn tuyệt nhất. Bạn trai Triệu Đông Mai tên Đường Hiền, là giám đốc điều hành của một công ty nhỏ, sự nghiệp khá ổn, công ty cấp cho hắn cả nhà cả xe, còn có một khoản để dành. Tổ chức sinh nhật cho Triệu Đông Mai hoàn toàn không là vế đề. Đông Mai, em yên tâm. Anh đã đặt bánh sinh nhật và tiệc lửa ở Sơn Trang Long Phụng rồi, buổi tối còn có cả pháo hoa, chắc chắn sẽ còn lãng mạn hơn cô ta. Một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên khuôn mặt Triệu Đông Mai. Vẫn là ông xã tốt nhất, con nhỏ Vương Đông Tuyết nghèo đó lại tìm một tên bạn trai rẻ rách, dám đấu với tôi sao, thật nực cười. Tất cả mọi người đều lái xe đến Sơn Trang Long Phụng, Tần Lâm không ngờ bọn họ lại đến đây tổ chức sinh nhật. Sơn Trang Long Phụng này chính là sản nghiệp của ngũ sư muội Hà Niệm Anh, Tần Lâm cũng đã đến đây một lần trước đây. Nhưng tình huống này vẫn hết sức bình thường, Hà Niệm Anh và Mạnh Văn Cương đều có sản nghiệp khắp cả nước, nếu ngẫu nhiên tìm một sản nghiệp ở Đông Hải thì căn bản cũng là đứng tên hai người đó. Sau khi đến nơi, mọi người đều xuống xe. Xe của Tần Lâm đương nhiên đã được người phụ trách đem đi đỗ, nên các bạn học căn bản không thấy được làm sao Tần Lâm lại đến được đây. Thật thú vị khi nhìn thấy hai bọn họ người đi trước kẻ đi sau. Vương Đông Tuyết, bây giờ cậu chịu chi thật đấy, đường xa như vậy lại bắt xe đến. Nhất định là bắt taxi, nếu không thì làm sao nhanh bằng bọn họ được, đi xe buýt và tàu điện ngầm cũng không nhanh đến như vậy. Ha ha, các cậu không phát hiện ra bây giờ Vương Đông Tuyết không còn là một đứa nghèo khổ nữa à, người ta bắt đầu mặc hàng hiệu rồi đó. Lúc trước Tần Lâm tặng cô tận 500.000 tiền quần áo. Vì vẫn còn nhiều nên Vương Đông Tuyết vẫn chưa mua đồ mới. Những món Tần Lâm tặng cô đều là hàng hiệu,
đương nhiên sẽ thành khoe mẽ ở trước mặt các bạn học. Nhưng có điều đa số lại cho rằng cô mặc đồ fake, nên khi nói cố tình châm chọc vào. Tớ nói này Vương Đông Tuyết, cậu nhận tiền trợ cấp cho sinh viên nghèo của trường rồi đi mua hàng hiệu, cậu thấy hay lắm sao? Vương Đông Tuyết cúi đầu, tớ, kỳ sau tớ sẽ không xin trợ cấp nữa, hơn nữa đây cũng không phải hàng hiệu. Bây giờ phòng Livestream của Vương Đông Tuyết đã rất nổi tiếng, sau hai sự kiện đầu tiên đã giúp cô có thu nhập ổn định, mỗi tháng kiếm được hơn 5.000 tệ nên cũng không cần phải xin trợ cấp nữa, vì vậy cô sẽ không nộp đơn xin cho học kỳ tiếp theo. Nhưng các bạn học lại hết sức vô lý. Hừm, kỳ sau không xin nữa ư? Vậy kỳ trước thì sao? Kỳ trước có nên trả lại không? Vương Đông Tuyết cúi đầu. Tớ, lúc trước tớ thật sự gặp khó khăn. Một vài bạn học trừng mắt nhìn cô, nhưng không nói gì thêm. Dù sao Vương Đông Tuyết cũng là một người không mấy hòa nhập, nên nhìn kiểu nào cũng thấy chướng mắt. Sau khi Triệu Đông Mai đến, trước tiên cô ta giới thiệu bạn trai Đường Hiên, sau đó tất cả mọi người đi vào phòng riêng dùng bữa. Sơn Trang Long Phụng này nhìn bề ngoài giống như một khu nghỉ dưỡng bình thường, nhưng khi bước vào mới thực sự thấy được vẻ sang trọng. Qua, Đông Mai, bạn trai cậu cũng lợi hại quá rồi đó, mời tụi tớ đi ăn ở một nơi đắt đỏ như vậy. Triệu Đông Mai mỉm cười, có gì đâu chứ, bạn trai tớ còn đặt bánh kem ở Thiên Nga Đen, tốn khoảng 100.000 tệ, lát nữa được gửi đến chúng ta ăn thử xem. Thiên Nga Đen, thật không, chính là nơi bán bánh xa xỉ nhất. Rất nhiều người đã từng nghe qua bánh kem của Thiên Nga Đen, giá khởi điểm phải hơn 1.000 tệ, bánh sinh nhật bình thường có giá tầm mấy chục mấy trăm nghìn thì cũng đã được xem là bánh xa xỉ rồi. Không ngờ bạn trai của Triệu Đông Mai lại chịu chi đến vậy. Nhìn thấy ánh mắt khen tị của mọi người, trên mặt Triệu Đông Mai lộ ra nụ cười hài lòng, đây chính là thứ cô ta muốn thấy. Cô ta khoác tay Đường Hiên, nũng nịu hỏi, ông xã, tại sao bánh kem của em vẫn chưa đến chứ? Ăn chỉ là thứ yếu, bánh mới quan trọng. Hôm nay dẫn nhiều bạn học như vậy đi chơi, mục đích là để họ cảm nhận được điều mà trước đây bọn họ chưa từng trải qua, để bọn họ biết rằng bây giờ Triệu Đông Mai đã tìm được bạn trai giàu có, không còn giống trước đây nữa. Vương Đông Tuyết căn bản không thể so với cô ta được. Đường Hiên mỉm cười, đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói. Chắc cũng sắp rồi nhỉ. Triệu Đông Mai vui vẻ đáp, vậy thì tốt quá, lát nữa bánh kem đến chúng ta cùng ăn. Đường Hiên cười ngượng ngùng, thầm nghĩ một miếng bánh nhỏ như vậy còn không đủ cho hai người ăn. Sao lại cùng ăn chứ? Vừa dứt lời, cửa phòng riêng được mở ra, một nhân viên phục vụ chậm rãi đi tới với một chiếc xe nhỏ, trên xe là một chiếc bánh kem 5 tầng, chiếc bánh trắng như tuyết tỏa ra mùi thơm sữa ngọt ngào khiến ngón tay trỏ của mọi người động đậy. Mặt trên của bánh có hai con thiên nga đen, trông vô cùng quý phái. Qua, mọi người đều từng nghe qua bánh của thiên nga đen. Kể cả khi các ngôi sao hàng đầu tổ chức đám cưới thì cũng có rất ít người dám mua một chiếc bánh kem to như vậy, bởi vì nó thực sự rất đắt, một miếng nhỏ có thể lên đến vài chục nghìn, còn chiếc to như vậy chắc chắn vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Triệu Đông Mai đột nhiên trở nên kích động, hai tay che miệng, vẻ mặt vô cùng xúc động, khóe mắt có hơi ngấn lệ đến mức không nói nên lời. Chiếc bánh từ từ được đẩy đến, Triệu Đông Mai xấu hổ đánh nhẹ Đường Hiên một cái, đáng ghét. Còn nói với người ta là bánh kem nhỏ nữa chứ? Chiếc bánh 5 tầng này mà gọi là nhỏ sao? Lúc này, Tần Lâm nhìn Vương Đông Tuyết và nói. Thích không? Vương Đông Tuyết ngây ra một lúc, thích ạ, chiếc bánh kem này đẹp quá. Khi chiếc bánh được đẩy ra phía trước, Triệu Đông Mai cúi đầu, mặt đột nhiên biến sắc, sau đó chợt nhíu mày. Bởi vì chữ trên chiếc bánh kem này là Đông Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Sắc mặt Triệu Đông Mai sa sầm xuống, cô ta nhìn nhân viên phục vụ rồi nói. Các người làm gì vậy hả, đến cả tên tôi cũng viết sai sao? Nhân viên phục vụ giật mình, bọn họ đều là người làm công, đương nhiên không dám chọc giận khách hàng. Xin lỗi cô, chiếc bánh này không phải do chúng tôi làm, tôi chỉ chịu trách nhiệm giao bánh thôi ạ, tôi cũng không biết. Triệu Đông Mai tức đến mặt mày tái xanh, nếu chuyện khác thì không sao nhưng đến cả tên cũng viết sai, điều quan trọng nhất lại viết nhầm thành Đông Tuyết. Cô ta vốn không muốn đối phó với Vương Đông Tuyết. Nhưng lần này mời Vương Đông Tuyết đến đây chính là để sỉ nhục cô, nhưng bây giờ tên cô lại được ghi lên trên rồi, chẳng phải là quá nhục nhã hay sao? Triệu Đông Mai cầm dao lên, định cắt xuống. Tần Lâm đột nhiên ngăn cô ta lại. Làm gì thế, đây là bánh kem của cô sao, cô cắt cái gì chứ? Triệu Đông Mai sững ra một lúc, vô cùng tức giận. Lắm lời, đây không phải bánh của tôi thì còn của ai nữa? Chẳng lẽ anh mua à? Tần Lâm nói, đúng vậy. Đây là bánh kem tôi mua,
còn của cô ở dưới kia. Nói xong, Tần Lâm chỉ vào khoang dưới của xe, trong ngăn đó có một cái bánh nhỏ 6 tấc, nhỏ đến mức còn không đủ cho hai người ăn. Bên trên có một hình vẽ thiên nga đen nhỏ và có dòng chữ, Đông Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Nhìn thấy chiếc bánh kem này, Triệu Đông Mai không dám tin vào mắt mình. Sao lại thế được, hai chiếc bánh có sự chênh lệch rất lớn, một chiếc là thiên nga được làm từ kem, chiếc còn lại là thiên nga được vẽ trên mặt. Một cái là 5 tầng, còn một cái là 6 tấc. Cho dù thế nào cũng không thể so sánh được, chiếc bánh cô ta mua cứ như quà kèm. Triệu Đông Mai mặt mày tái xanh, tức giận nhìn chiếc bánh, lộ rõ vẻ ghen tị. Cái tên rẻ rách này làm sao mua nổi bánh kem đắt như vậy được? Hừm, Vương Đông Tuyết, chắc đây là giả chứ gì? Đường Hiên vừa lau mồ hôi vừa nhìn, nghe Triệu Đông Mai nói vậy liền vội vàng đi tới. Đúng vậy, bánh của bọn họ là đồ giả, chắc là thương hiệu khác làm giả thiên nga đen, nếu không thì cái bánh to như vậy, ít nhất cũng phải tốn mấy triệu. Mấy triệu, mọi người hít sâu một hơi, nghèo đói đã thực sự giới hạn trí tưởng tượng của bọn họ, một cái bánh lại có giá tận mấy triệu, thật sự là làm người ta hoảng hốt. Đường Hiên nhìn cái bánh rồi nói, bánh không phải cứ càng to là càng đắt, nó đều phụ thuộc vào chất lượng, bánh của thiên nga đen được làm từ loại kem ngon nhất, hơn nữa người làm cũng phải có tay nghề đẳng cấp, nghe nói bọn họ gửi giao nĩa dùng kèm tất cả đều được làm bằng bạc. Nhưng người anh em cũng có tâm rồi, một chiếc bánh giả to như vậy chắc cũng mất vài triệu nhỉ. Mọi người gật đầu, dù sao là bánh 5 tầng, cho dù không phải hàng hiệu nhưng giá vẫn không hề thấp. Hơn nữa có nhiều người như vậy, nếu thật sự chỉ có một chiếc bánh thiên nga đen nhỏ cũng không chia ra được, cũng may Tần Lâm đã mua một cái to. Triệu Đông Mai cầm chiếc bánh nhỏ của mình, nói với vẻ mặt tự hào. Đông Tuyết, mặc dù cậu chưa từng được ăn bánh thiên nga đen thật sự, nhưng bạn trai của cậu như vậy cũng quá tốt rồi, hai người ăn cái bánh đó cũng được đấy. Lúc này trong lòng Triệu Đông Mai cảm thấy mình có ưu thế, cho rằng bản thân là tiểu công chúa duy nhất trên thế giới này, còn Vương Đông Tuyết chỉ làm nên cho cô ta mà thôi. Cô ta một mình lấy dao nĩa ra và ăn bánh kem. Các bạn học khác tuy ghen tị nhưng chẳng còn cách nào khác, hôm nay là sinh nhật người ta, bọn họ đến chỉ để ăn trực, ai bảo bọn họ không có bạn trai nhiều tiền chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái bánh giả thiên nga đen này cũng Vương Đông Tuyết cũng không tồi đấy. Tần Lâm cầm dao lên, cắt phần đẹp nhất của chiếc bánh là hai con thiên nga được chạm khắc, sau đó đưa cho Vương Đông Tuyết. Đông Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Vương Đông Tuyết không quan tâm là hàng nhái loại 1 hay loại 2, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng được ai mua cho chiếc bánh to như vậy bao giờ. Sau khi cắt xong, Tần Lâm liền đưa dao cho người khác để mọi người tự mình cắt. Vài phút sau, mọi người ăn bánh xong liền lập tức cười vui vẻ. Vương Đông Tuyết thưởng thức chiếc bánh vừa mềm vừa ngọt ở trong miệng. Anh Tần, chiếc bánh này ngon quá, trước giờ tôi chưa từng được ăn chiếc bánh nào ngon như vậy cả. Triệu Đông Mai trợn tròn mắt, hừ lạnh một tiếng. Đồ nhà quê, một chiếc bánh nhái lại có thể ăn ngon lành như vậy, Vương Đông Tuyết quả là sẽ nghèo cả đời. Khi đang ăn, bỗng có một bạn học lên tiếng. Hở, bộ dao nĩa này hình như được làm bằng bạc. Trước đây có người nói rằng bánh của thiên nga đen rất cao cấp, ngay cả dao và nĩa đi kèm cũng được làm bằng bạc. Còn chiếc bánh mà bạn trai Vương Đông Tuyết mua là đồ nhái, không phải sao, làm sao có thể kèm theo dao nĩa bạc được chứ? Nói xong, Triệu Đông Mai cúi xuống nhìn bộ dao nĩa của cô ta, nhìn như thế nào cũng không giống bạc, giống như được làm bằng thép không gì thông thường vậy. Triệu Đông Mai đột nhiên nhíu mày, chuyện gì vậy? Đường Hiên hơi sững ra, sau đó cười nói. Cũng không hẳn là bánh nào cũng có dao nĩa bạc, chỉ những cái đặc biệt mới có. Đường Hiên nghiến răng giải thích, dù gì mọi người cũng chưa từng được ăn bánh của thiên nga đen, vậy nên Đường Hiên nói gì bọn họ cũng tin. Nói xong, Triệu Đông Mai hừ lạnh một tiếng. Bạc gì chứ, mắt của các cậu cũng kém quá rồi đấy, trông như thép không gì vậy. Mọi người nhìn nhau không nói lời nào, dù không phân biệt được thật giả nhưng họ vẫn có thể phân biệt được bạc với thép không gì. Bộ dao nĩa trên tay bọn họ không phải thép không gì mà là bạc. Còn cái của Triệu Đông Mai mới là thép không gì. Đường Hiên bên cạnh liên tục đổ mồ hôi lạnh, nhưng thật ra hắn mới là người mua thiên nga đen giả. Hắn không thể bỏ mấy chục nghìn ra để mua một cái bánh kem được, nhưng để làm cho Triệu Đông Mai vui, hắn đành cắn răng mua một chiếc bánh nhái cao cấp, tốn cũng không ít tiền. Mấy bạn học ăn ngon lành như vậy, rồi cắt một miếng để bên cạnh Triệu Đông Mai. Đông Mai, cậu cũng thử đi. Chiếc bánh này ngon lắm. Triệu Đông Mai bĩu môi, dùng thìa cho một miếng vào miệng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thật kỳ lạ,
cái bánh nhái này sao lại ngon đến vậy? Ngược lại, miếng bánh của Triệu Đông Mai lại không có gì nổi bật, hoàn toàn không khác gì so với hàng trăm cái bánh bình thường ngoài kia. Nhưng vì thể diện, Triệu Đông Mai vẫn tỏ vẻ khinh thường. Đồ nhái chính là đồ nhái, không thể nào so với thiên nga đen chồng tớ mua được, tớ không ăn nữa, các cậu cứ ăn đi. Thế là mọi người đều ăn chiếc bánh thiên nga đen, gốc, chỉ có mỗi Triệu Đông Mai ăn chiếc bánh nhái rồi còn tự cho rằng mình là tiểu công chúa duy nhất. Sau bữa tối, mọi người ra ngoài tổ chức tiệc lửa, rồi cùng nhau ca hát nhảy múa. Trời đã tối hẳn, Đường Hiên đột nhiên đứng lên nói. Được rồi, bây giờ là tiết mục cuối cùng tôi chuẩn bị cho Đồng Mai, một màn trình diễn pháo hoa. Nói xong, Đường Hiên lấy điện thoại di động ra rồi nhắn tin qua Zalo. Sau đó, ở phía xa vang lên tiếng, đùng đùng đùng. Tiếp theo, hàng chục tia sáng cùng lúc bay lên trời, nổ tung giữa không trung, xanh đỏ sặc sỡ, đúng là một màn bắn pháo bông. Triệu Đông Mai vô cùng kinh ngạc, hưng phấn đến mức nhào vào lòng Đường Hiên. Ông xã là tuyệt nhất. Mấy phút sau khi pháo hoa tàn, Đường Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay tiền tiêu vào mấy phút bắn pháo hoa này cũng không hề ít, hắn đã tốn hết mấy nghìn tệ. Được rồi, hôm nay màn bắn pháo hoa đến đây là hết rồi. Đường Hiên vừa dứt lời, đột nhiên ở vị trí đối diện, một chuỗi pháo hoa đẹp để khác bay lên trời. Lần này vị trí bắn pháo hoa tốt hơn, số lượng nhiều hơn, màu sắc hoa văn cũng đa dạng, mọi thứ đều hơn hẳn lần trước. Tần Lâm nhìn Vương Đông Tuyết, nói, cái này là chuẩn bị cho cô đấy. Vương Đông Tuyết tròn mắt ngạc nhiên, nhìn pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời, cô như ngây người ra. Pháo hoa kéo dài 20 phút, gần như chiếu sáng cả thành phố, ai nấy đều say sưa ngắm nhìn. Một vài bạn học không khỏi cảm khái. Đông Mai, bạn trai cậu chịu chi thật đấy, pháo hoa dài như thế này chắc tốn không ít đâu nhỉ. Bắn pháo hoa như thế này chẳng khác gì việc tiêu tiền phung phí cả, rốt cuộc bạn trai của Triệu Đông Mai có tiền đến mức nào chứ, đây quả là một bữa tiệc sinh nhật xa xỉ. Nhưng Đường Hiên lại ngẩn người ra, hắn chỉ mua một ít pháo hoa, bắn ra cùng lắm chỉ dặm 3 phút là hết. Bây giờ thì hay rồi, bắn cả nửa tiếng trời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng, một chùm pháo hoa lớn đồng thời bay lên trời, nổ tung trong không trung, trong chốc lát sáng như ban ngày, sau đó biến thành những ngôi sao rải rác trên bầu trời. Một vài giây sau, các vì sao đó tụ lại với nhau tạo thành chữ. Đông Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Sau khi những chữ này xuất hiện, cả hiện trường gần như im bặt, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi chạm đất. Vương Đông Tuyết có chút cảm động, che miệng lại, rồi nhìn cảnh tượng kỳ diệu trước mắt. Anh Tần, tôi, trong lòng cô vô cùng cảm động, không ngờ Tần Lâm lại có tâm chuẩn bị quà sinh nhật cho cô như vậy, đây là sinh nhật lãng mạn nhất mà cô từng có. Sắc mặt Triệu Đông Mai rất khó coi, cô ta quay đầu, tức giận nhìn Đường Hiên rồi nói. Họ Đường kia, chuyện gì vậy? Tại sao tên lại viết sai? Lần này các bạn học đều ra vẻ giễu cợt, lại viết sai sao? Giỡn à, chuyện như vậy sao lại viết sai được? Rất hiển nhiên, màn bắn pháo bông này rõ ràng là do Tần Lâm mua cho Vương Đông Tuyết. Nhưng màn bắn pháo hoa mà Đường Hiên nói chỉ là mấy đốm pháo nhỏ lúc nãy diễn ra trong vài phút mà thôi. Triệu Đông Mai này thật nực cười, hôm nay cố tình muốn so sánh với Vương Đông Tuyết, nhưng người ta còn chưa nói gì. Chỉ yên lặng hưởng thụ mà cô ta cũng không chịu bỏ qua. Thực ra nhiều bạn học cũng biết cả hai có sinh nhật cùng ngày, nhưng vì Triệu Đông Mai có bạn trai giàu có nên cô ta nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Bây giờ thì hay rồi, Triệu Đông Mai đã trở thành trò hề, từ siêu xe, hoa tươi, đến bánh kem, pháo hoa, toàn bộ đều là một trò cười. Triệu Đông Mai không thể chịu nổi nữa, liền tức giận bỏ chạy. Đường Hiên ngượng ngùng một hồi rồi nhanh chóng đuổi theo trời đã về khuya. Nên mọi người đành nghỉ lại ở khu nghỉ dưỡng này. Bọn họ nghĩ rằng Vương Đông Tuyết và Tần Lâm là người yêu nên mới để lại một phòng cho bọn họ. Sau khi vào phòng, mặt Vương Đông Tuyết đột nhiên ửng đỏ, cô thất thần đứng ở cửa. Anh Tần, tôi, Tần Lâm cũng có chút ngượng ngùng, hay là, tôi mở một phòng khác nhé. Vương Đông Tuyết lắc đầu, thôi được rồi, để tôi ngủ dưới đất. Tần Lâm cười nói, con gái làm sao mà ngủ dưới đất được. Để tôi... Nhìn thấy Tần Lâm không có gối cũng chẳng có chăn bông, cứ thế nằm dưới đất, Vương Đông Tuyết có chút không nỡ, cô nằm cuộn trên giường một hồi rồi nói. Anh Tần, hay là anh lên đây đi, chúng ta mỗi người ngủ một bên, không sao đâu. Tần Lâm không từ chối, sau đó lên giường, sơn trang long phụng này chẳng khác nào khách sạn 5 sao, một chiếc giường 2-3 mét mà quá đủ cho hai người. Vương Đông Tuyết nằm sát mép giường,
đắp chăn lên, vô cùng căng thẳng. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ngủ chung giường với đàn ông. Rõ ràng là có khoảng cách giữa thân thể với Tần Lâm, nhưng cô vẫn bấu chặt chăn bông, vô cùng căng thẳng, cứ như Tần Lâm đang ở cạnh cô vậy. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến, Vương Đông Tuyết nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, Vương Đông Tuyết mơ màng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện cô đang nằm trên người Tần Lâm. Vương Đông Tuyết sững sốt, cô thường thích nằm sấp khi ngủ, nhưng đêm qua cô lại quên mất, kết quả bây giờ lại nằm trên người Tần Lâm. Mặc dù một nam một nữ ở chung phòng, Vương Đông Tuyết cũng không cố tình mặc quá hở, nhưng ngủ thì cũng không đến mức quá trang trọng, vậy nên cô mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, nhưng bên trong lại không có gì. Lúc này lại nằm trên người Tần Lâm, thân thể hai người tiếp xúc gần gũi, khiến cho mặt mày Vương Đông Tuyết đỏ bừng. Cơ thể khẽ động đậy lại càng khiến cho cảm giác mập mờ tăng thêm. Vương Đông Tuyết vội vàng nín thở nhìn lên, cũng may là Tần Lâm nhắm mắt lại. Sau đó, Vương Đông Tuyết mới nhẹ nhàng di chuyển cơ thể rồi đi xuống. Kết quả lại quá căng thẳng nên đã quỳ trúng đùi Tần Lâm, cô lập tức ngã nhào về phía trước, mặt áp mặt. Tư thế mơ hồ ban đầu bây giờ lại càng khó tả hơn. Tần Lâm bất lực mở mắt ra, tôi muốn giả vờ ngủ cũng không được nữa rồi. Mặt Vương Đông Tuyết đỏ bừng, nhanh chóng ngồi dậy, cô vội vàng chỉnh lại quần áo, tức giận trừng mắt nhìn Tần Lâm. Anh Tần, anh cũng xấu xa quá rồi đấy. Rõ ràng đã dậy từ sớm nhưng không gọi cô, cũng không đẩy cô ra. Lẽ nào, đêm qua hai người ôm nhau như thế này? Ngủ cả đêm, Vương Đông Tuyết càng nghĩ càng đỏ mặt, cô vội vàng lấy quần áo đi tắm rửa. Sau khi ăn sáng xong, mọi người ai về nhà nấy, vì chuyện ngày hôm qua nên Triệu Đông Mai không còn tỏ vẻ trước mặt bạn họ nữa, nhưng cô ta vẫn lên xe của Đường Hiên. Xem ra cũng đã làm lành, dù sao Đường Hiên cũng là người có tiền, tuy hôm qua thật sự mất mặt nhưng cũng không đến mức chia tay, Triệu Đông Mai cũng hiểu rằng với điều kiện của cô ta thì tìm được Đường Hiên đã là tốt lắm rồi. Sau khi các bạn học đã về hết, Tần Lâm và Vương Đông Tuyết mới lên xe. Nhìn thấy chiếc xe sang trọng như vậy, Vương Đông Tuyết có chút lo lắng. Anh Tần, khi nào trả xe vậy, nếu quá giờ sẽ phải trả thêm tiền đúng không? Đối với một chiếc siêu xe đẹp như vậy, chắc tiền thuê cũng phải tốn kém lắm, sinh nhật Vương Đông Tuyết cũng đã qua nên không cần thiết phải tiêu phí đến thế. Tần Lâm mỉm cười, nếu rồi thì thuê thêm một ngày nữa. Qua được thôi, tiền cũng đã trả rồi nên Vương Đông Tuyết cũng không đạo đức giả làm gì. Hai người lái xe dạo một vòng ngoại ô, Tần Lâm tìm được một nhà hàng cao cấp gần đó, sau đó hai người vào để ăn trưa. Nhà hàng này tên là Hoa Ngữ Lâm, nhìn bề ngoài thì có vẻ giống như một nhà hàng bình thường nhưng thực ra lại rất cao cấp, bên trong toàn những đầu bếp. Tần Lâm mỉm cười, nếu rồi thì thuê thêm một ngày nữa. Qua được thôi, tiền cũng đã trả rồi nên Vương Đông Tuyết cũng không đạo đức giả làm gì. Hai người lái xe dạo một vòng ngoại ô, Tần Lâm tìm được một nhà hàng cao cấp gần đó, sau đó hai người vào để ăn trưa. Nhà hàng này tên là Hoa Ngữ Lâm. Nhìn bề ngoài thì có vẻ giống như một nhà hàng bình thường nhưng thực ra lại rất cao cấp, bên trong toàn những đầu bếp xuất sắc, nguyên liệu chế biến đều là cá từ vùng biển sâu và đồ ăn cao cấp phương Tây. Trước khi đến Tần Lâm đã đặt chỗ rồi, nếu không đặt thì có lẽ sẽ không còn chỗ. Hai vị, mời ngồi. Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, rồi gọi một ít gan ngỗng bít tết gì đó, tuy Vương Đông Tuyết cũng biết rất xa xỉ nhưng hình như nhà hàng này còn có gì đó khác. Ngay cả cơm rang thông thường nhất cũng là rang với trứng cá muối, hoàn toàn không có loại nào rẻ hơn. Sau khi đồ ăn được bày lên, đột nhiên có một nam một nữ bước vào, rồi một giọng nói vênh váo vang lên. Phục vụ đâu, tôi đã đặt chỗ trước, bàn số 3. Nhân viên phục vụ nhìn một lượt, thật xin lỗi anh, bàn 3 đã có khách rồi ạ. Cái gì, người đàn ông nhất thời tức giận, các người làm ăn kiểu gì vậy hả, bàn tôi đã đặt trước, sao còn để người khác ngồi? Thái độ của người đàn ông hết sức tồi tệ, nói năng ngang ngược đến nỗi nhân viên phục vụ cũng không dám động vào. Xin lỗi anh đặt là từ 11 đến 12 giờ, bây giờ đã quá thời gian mà anh vẫn chưa đến nên chúng tôi mới hủy bàn. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, mẹ kiếp, bây giờ cũng chưa đến 12 giờ, hơn nữa, ở Đông Hải này ai lại không biết Khôn thiếu gia tôi chứ? Muốn giành bàn với tôi ư, không muốn sống nữa à? Câu này không chỉ nói với nhân viên phục vụ mà còn để cho Tần Lâm nghe. Dù sao thì anh ta cũng chẳng có lý, nếu như Tần Lâm chịu chủ động nhường chỗ ngồi thì vẫn tốt hơn. Vương Đông Tuyết nhìn thấy vậy liền nhỏ giọng nói. Anh Tần, hay là chúng ta đổi sang chỗ khác đi.
Vương Đông Tuyết không muốn chuốc phiền phức, nhưng Tần Lâm lại không phải người tốt như vậy. Sao lại phải nhường, đồ ăn cũng đã lên hết rồi, đừng quan tâm đến mấy con ruồi muỗi. Khôn thiếu gia nghe được liền hừ lạnh một tiếng, nói ai là ruồi muỗi. Thằng nhóc, gan cũng không nhỏ đấy, dám thách thức Khôn thiếu gia đây sao? Mau gọi giám đốc của các người ra đây cho tôi. Trong lúc mọi người đang ồn ào, bỗng có một người mặc Âu phục bước ra. Ồ, Khôn thiếu gia đến rồi ư. Hừm, giám đốc Vương, khách của các người bị gì vậy, gọi có nhiều đây món mà cũng tiếp đãi sao? Một năm tôi ăn ở đây tốn bao nhiêu, ông có tính đấy chứ? Giám đốc Vương nhanh chóng bày ra bộ mặt tươi cười, đương nhiên là có, cậu đừng lo, cứ để tôi xử lý. Giám đốc Vương nhìn qua bên cạnh thấy Tần Lâm, đúng là không ăn gì quá đắt, đến rượu cũng không có. Ông ta đang cười bỗng trở nên lãnh đạm, sau đó đi về phía Tần Lâm, nói. Thật xin lỗi cậu, bàn này đã được vị khách này đặt trước, xin mời hai vị đổi vị trí. Giám đốc Vương quay đầu lại nhìn rồi nói, ồ, hết chỗ rồi, vậy xin hai vị đợi một lát nhé. Tần Lâm cau mày, đợi, tôi đến trước, nhân viên của các người đã xếp cho tôi ở vị trí này, hơn nữa tôi cũng đã gọi món rồi, mọi thứ đã bày lên hết bây giờ lại bắt tôi đổi chỗ sao. Khôn thiếu gia hừ lạnh một tiếng, chẳng phải chỉ có mấy món hải sản phương Tây này thôi sao, tôi mời là được, hai người mau chóng đi đi. Tần Lâm cau mày, có chút không vui, cút, anh. Thấy thái độ Tần Lâm khá cứng rắn nên Khôn thiếu gia không dám manh động, lỡ mai tên nhà quê này mà đánh thì toi. Giám đốc Vương, chuyện này ông coi giải quyết gì? Giám đốc Vương gật đầu, Khôn thiếu gia yên tâm, tôi sẽ đi gọi bảo vệ ngay. Nói xong, giám đốc Vương quay người đi về phía chuẩn bị gọi bảo vệ và một số nhân viên lên đuổi sau, Tần Lâm ra ngoài. Đột nhiên, nhân viên phục vụ lúc nãy nắm lấy tay giám đốc Vương và nói. Giám đốc, người này có phải là bạn của Chủ tịch Hà không? Giám đốc Vương ngây ra một lúc, Chủ tịch Hà. Ý cậu nói là Chủ tịch Hà Niệm Anh sao? Cậu đùa đấy à, làm sao một người như cậu ta lại có thể là bạn của Chủ tịch Hà được chứ? Nhân viên phục vụ chỉ vào bức ảnh trên tường. Giám đốc Vương, ông xem, người trong bức ảnh có giống anh ấy không? Trên tường treo toàn là ảnh của Hà Niệm Anh cùng một số doanh nhân nổi tiếng hoặc những ngôi sao tuyến một, một trong số đó là tấm hình chụp chung với Tần Lâm ở Sơn Trang Long Phụng. Hà Niệm Anh là bà chủ của bọn họ. Cái nhà hàng bé tẹo này chẳng qua chỉ là một doanh nghiệp bé nhỏ không đáng kể của tập đoàn Hà Thị, thậm chí Hà Niệm Anh còn chưa qua nhà hàng này bao giờ. Có điều bức ảnh của Chủ tịch Hà vẫn luôn được treo ở đây để nâng cao tiếng tăm cho nhà hàng. Mọi người đều sẽ biết, đây là nhà hàng do người giàu số 1 mở, rất nhiều người sẽ vì ngưỡng mộ mà đến đây ăn. Trên tường còn được treo ảnh của những người nổi tiếng như người của công chúng, Minh Tỉnh, ca sĩ, ảnh đế, thiên vương. Có thể gắn cùng chỗ với Hà Niệm Anh ở trên tường thì nhất định đều không phải người tầm thường. Nhưng trung tâm của bức tường vẫn là bức ảnh Hà Niệm Anh và Tần Lâm. Giám đốc Vương hoảng hốt, không thể ngờ được hôm nay lại gặp được người có máu mặt trên ảnh. Dù không phải là người của giới giải trí, thì cũng phải là ông chủ lớn có quyền có thế, nếu không sao có đủ tư cách để chụp cùng Chủ tịch Hà. Giám đốc Vương vội vã gửi tin nhắn cho quản lý nhà hàng. Quản lý. Bức ảnh chúng ta treo ở trung tâm bức tường, bức mà Chủ tịch Hà chụp cùng một cậu thanh niên, cậu ta rốt cuộc là ai? Chẳng mấy chốc, quản lý nhà hàng đã trả lời, nghe nói là khách quý của Chủ tịch Hà, bức ảnh này còn là Chủ tịch Hà xin người ta chụp cùng, vô cùng quý giá. Hà Niệm Anh dù sao cũng là người giàu số một, mấy sao lớn hay người có thể lực trong giới nghệ thuật mặc dù lợi hại thật đấy, nhưng có thể chụp chung với Hà Niệm Anh thì vẫn cảm thấy vô cùng vinh hạnh, thường họ sẽ chủ động xin chụp cùng. Chỉ có Tần Lâm này là Hà Niệm Anh phải chủ động xin chụp cùng. Vừa nghe xong, giám đốc Vương toát hết mồ hôi lạnh, vội vàng chạy như bay về, cầm theo hai bình rượu quý để đem đi tặng. Thưa cậu, thưa cô, tôi thực sự xin lỗi, thái độ lúc nãy của tôi có vấn đề, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến hai vị. Nhà hàng chúng tôi xin gửi tặng chai Lafite năm 1982 này, chúc hai vị có một bữa ăn ngon miệng. Khách hàng bên cạnh đều sững sờ. Giám đốc Vương lúc nãy còn tỏ ra vênh váo hung hăng muốn đuổi người đi cơ mà, bây giờ sao lại khom lưng khụ uy gối thế này. Khôn thiếu gia cũng nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Giám đốc Vương, ông làm gì vậy, sao không đuổi bọn họ đi? Giám đốc Vương quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói câm miệng. Cậu ăn thì ăn đi, không ăn thì cút, đừng có làm loạn, có tin tôi không khách khí với cậu không? Nói xong,
mấy anh bảo vệ đứng sau lưng giám đốc Vương cũng chuẩn bị ra tay. Sắc mặt Khôn Thiểu Gia thay đổi, cảm thấy mất hết mặt mũi, anh ta nghiến răng, nói nhỏ. Giám đốc Vương, ông có ý gì vậy? Ông phải biết, mỗi năm tôi đều tiêu khoảng mấy trăm nghìn tệ tiền ăn ở đây. Giám đốc Vương xua tay, chẳng hề quan tâm mà nói, mấy trăm nghìn tệ đã là gì, bình rượu này của tôi đã đáng giá mấy chục nghìn tệ rồi, cậu có tiêu được đến mức đấy không? Không được thì cút, tôi không thiểu khách như cậu. Ông, Khôn Thiếu Gia không ngờ rằng, giám đốc Vương này lại lật mặt nhanh như vậy, vài giây trước còn giúp anh ta, vài giây sau đã muốn đuổi anh ta đi rồi. Thôi, bổn thiếu gia hôm nay tâm trạng tốt, không muốn so đo với ông, tôi ngồi ở đây cũng được. Đây là nhà hàng của Hà Niệm anh ta cũng không dám làm loạn, vừa hay có mấy vị khách vừa ăn xong, anh ta liền ngồi luôn xuống. Mặt Vương Đông Tuyết đầy buồn bực, anh Tần, ông giám đốc đó bị làm sao vậy, uống nhầm thuốc à? Tần Lâm lắc đầu, không biết, chắc nhận nhầm người. Nói xong hai người liền tiếp tục ăn. Khôn Thiếu Gia ở bên cạnh đương nhiên không vui, hôm nay anh ta mất hết thể diện như vậy, đương nhiên sẽ ghi thù trong lòng đôi nam nữ này. Khôn Thiếu Gia nhìn Vương Đông Tuyết đột nhiên cảm thấy hơi quen mắt, cầm điện thoại ra nhắn tin. Bình bình, đây có phải là nữ sinh lớp em không? Khôn Thiếu Gia tìm cơ hội chụp trộm Vương Đông Tuyết và Tần Lâm, sau đó gửi đi. Lưu Bình Bình nhìn bức ảnh đó, mắt lập tức đỏ lên. Không sai, là nó, không ngờ hai đôi cẩu nam nữ này vẫn ở bên nhau. Lưu Bình Bình, Vương Tuệ Tuệ, Lý Lan, lúc trước ba người từng là bạn cùng phòng của Vương Đông Tuyết, vẫn luôn bắt nạt cô ấy, sau này Vương Đông Tuyết dọn đi. Dù vậy, ba người vẫn không từ cơ hội bắt nạt cô ấy. Lúc trước ở trong ngõ, xảy ra xung đột ở gần tiệm Hoành Thánh, ba bọn họ bị Tần Lâm đổ Hoành Thánh lên đầu. Lần thứ hai, Vương Đông Tuyết đi mua quần áo, ba người cho rằng Vương Đông Tuyết vứt quần áo đi nên đi lục xe rác, hóa ra là bị Tần Lâm lừa, khiến cho toàn thân đầy rác rưởi. Lần thứ ba, Lưu Bình Bình tìm người xử lý Vương Đông Tuyết, muốn cắt tóc cô ấy. Kết quả bị Tần Lâm xử lý, cạo chọc đầu ba người. Đến bây giờ, tóc vẫn ngắn như vậy, mỗi ngày bọn họ chỉ có thể đeo tóc giả, nếu không thì vô cùng mất mặt. Lưu Bình Bình căm thù Tần Lâm cùng Vương Đông Tuyết đến tận xương tận thủy, cô ta hận không thể giết chết Vương Đông Tuyết. Khôn Thiếu Gia, anh giúp em một việc, xong việc, em gọi hai chị em hôm trước đến phục vụ anh. Khôn Thiếu Gia vừa nghe vậy liền vui vẻ, chuyện này rất được, một đêm chơi ba em. Nói đi, cần giúp chuyện gì? Tần Lâm và Vương Đông Tuyết ăn xong cơm, anh đột nhiên lấy ra từ túi một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này giống với chiếc mà lúc trước anh tặng cho Lâm Nguyệt Giao. Chỉ có điều không phải là Rolex, mà là của một nhãn hiệu khác. Vương Đông Tuyết không thích mấy thứ phô trương, vậy nên Tần Lâm cũng không dám tặng đồng hồ đắt tiền, đương nhiên quan trọng vẫn là công dụng của nó. Đông Tuyết, nếu như gặp nguy hiểm thì cô chỉ cần ấn núm xoay của chiếc đồng hồ này 3 lần, nó sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu. Vương Đông Tuyết nhận lấy chiếc đồng hồ, cô ấy rất thích, quan trọng là nó là món quà đầu tiên mà Tần Lâm tặng cho cô ấy. Cảm ơn anh Tần. Gò má Vương Đông Tuyết ửng hồng, cô cẩn thận đeo đồng hồ lên tay. Hai người ăn cơm xong, Vương Đông Tuyết liền về trường đi học. Khôn Thiếu Gia theo đứng cách bọn họ không xa, nhìn thấy Vương Đông Tuyết lên xe, Tần Lâm một mình rời khỏi, anh ta liền gửi tin nhắn cho Lưu Bình Bình. Vương Đông Tuyết về đến trường, việc đầu tiên làm là đi nhận chuyển phát nhanh. Đến lớp xong liền bóc bưu kiện ra, bên trong có mấy cuộn len, còn có hai cây kim đan len dài làm bằng gỗ. Đây là món đồ Vương Đông Tuyết đặt mấy hôm trước, sắp đến mùa đông rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh, vậy nên cô ấy muốn đan cho Tần Lâm một chiếc khăn quàng cổ. Vốn muốn tặng Tần Lâm món quà đầu tiên, kết quả không ngờ Tần Lâm lại tặng cô ấy trước, vậy nên cô ấy càng phải đan nhanh một chút. Nhân lúc thời gian lên lớp, Vương Đông Tuyết bắt đầu đan khăn quàng. Một tiết học trôi qua, khi tan học, giảng viên vừa rời khỏi phòng, lúc Vương Đông Tuyết đang chuẩn bị đứng dậy, ba người Lưu Bình Bình đứng dậy. Vây quanh Vương Đông Tuyết. Con tiện nhân, mày sống sung sướng phết nhỉ, nghe nói bây giờ mày còn ăn cơm ở nhà hàng cao cấp nhỉ. Vương Đông Tuyết vẫn luôn bị ba người họ bắt nạt, chỉ muốn trốn đi, khoảng thời gian này yên ổn không xảy ra chuyện gì, cứ tưởng ba người họ sẽ không làm gì mình nữa, ai ngờ bọn họ lại chủ động gây phiền phức. Vương Đông Tuyết cúi đầu, chuyện này thì liên quan gì đến mấy cậu? Lưu Bình Bình lạnh lùng hừ một tiếng, ồ, con tiện nhân, mấy ngày không gặp. Bây giờ nghe giọng cứng phết nhỉ, kiếm được bạn trai nên chẳng sợ gì nữa nhỉ. Ba người Lưu Bình Bình rõ ràng đến gây sự,
Vương Đông Tuyết đứng dậy muốn đi ra ngoài, có điều bị bọn họ chặn lại. Chạy đi đâu? Lưu Bình Bình cướp lấy chiếc khăn quàng cổ trên tay Vương Đông Tuyết, kỳ quái nói. Con tiện nhân cũng biết cách quyến rũ đàn ông ghê, còn đan khăn quàng cho người ta. Mày đúng là không biết xấu hổ. Vương Đông Tuyết nghiến răng, liên quan gì đến cậu? Lưu Bình Bình lạnh lùng hừ một tiếng, liên quan gì đến tao? Mày lấy tiền trợ cấp cho sinh viên nghèo mà trường cấp mà lại ở bên ngoài ăn sơn hào hải vị, mua đồ hiệu, thuê siêu xe, mày nghĩ bọn tao không biết mấy hành động đó chắc? Mặt Vương Đông Tuyết biến sắc, không phải, tớ đâu có mua đồ hiệu, siêu xe là của bạn tớ vì muốn tổ chức sinh nhật cho tớ nên mới thuê 2 ngày, hơn nữa bây giờ tớ có thu nhập ổn định rồi, kỳ sau tớ cũng không nộp đơn xin trợ cấp sinh viên nghèo nữa. Lưu Bình Bình hung ác cười một tiếng, kỳ sau. Vậy chỗ lúc trước thì sao? Tiền trợ cấp sinh viên nghèo đều trích từ học phí của sinh viên bọn tao, mày cầm tiền mồ hôi nước mắt của bọn tao đi ăn sơn hào hải vị, mày đúng là không biết xấu hổ. Mọi người nói có đúng không? Đúng. Mấy cô nữ sinh vây quanh đều lên tiếng phê phán Vương Đông Tuyết. Khóe miệng Lưu Bình Bình nở nụ cười lạnh lẽo, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để báo thù cô ấy rồi. Lấy điện thoại nó ra đây. Vương Tuệ Tuệ đứng bên cạnh cướp lấy điện thoại của Vương Đông Tuyết, liền vứt lên mặt đất, bốp một tiếng, màn hình vỡ tan. Lưu Bình Bình vươn tay ra túm lấy cổ áo của Vương Đông Tuyết. Nhìn xem, quần áo của Channel, Vương Đông Tuyết mày sống xa xỉ thật ấy. Nói xong, Lưu Bình Bình dùng sức xé toạc một phát, xoẹt một tiếng, quần áo của Vương Đông Tuyết liền bị xé ra lộ ra chiếc áo sơ mi ở bên trong. Vương Đông Tuyết đột nhiên khóc lớn, ôm lấy cánh tay mình. Có giúp ở trên ghế, cố gắng trốn tránh. Đám người Lưu Bình Bình đột nhiên hưng phấn. Nào, rút điện thoại ra, quay lại video để cho con tiện nhân này hot nhất mạng xã hội nào. Nói xong, Vương Tuệ Tuệ rút điện thoại ra đứng bên cạnh bắt đầu quay, những người khác tiến lên xé quần áo của Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết vừa khóc vừa giãy giụa, ngồi xổm xuống đất, cố gắng chui xuống bàn, đột nhiên cô ấy nhớ đến chiếc đồng hồ mà Tần Lâm đã tặng cho cô. Cô vội vã ấn núm xoay 3 lần. Cảm giác của cô lúc này giống y hệt Lâm Nguyệt Giao lúc trước, ấn nhưng chẳng hề có gì thay đổi, Vương Đông Tuyết lại ấn thêm mấy lần. Lưu Bình Bình ở ngoài bàn, kéo lấy quần áo của Vương Đông Tuyết. Con tiện nhân, mày mau ra đi, trốn ở trong đấy cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Lưu Bình Bình hung hăng kéo, quần áo của Vương Đông Tuyết đều bị xé rách, lộ ra bờ vai trắng nõn, bạn học đứng xung quanh bắt đầu cười cợt. Tần Lâm vừa lái xe rời đi chưa bao xa, đột nhiên nhận được tín hiệu kêu cứu của Vương Đông Tuyết liền lập tức quay xe, tốc độ của xe thể thao vô cùng nhanh, đạp ga, chớp mắt đã đến cổng trường. Ấy, cậu là ai, không được lái vào trong, bảo vệ ra cản nhưng Tần Lâm chẳng hề quan tâm, vẫn đạp ga, xe đâm vào cổng lớn, lao vào trong. Tần Lâm dựa theo vị trí của tín hiệu, lái đến giảng đường của Vương Đông Tuyết. Nếu như có xe khác chạy trong sân trường, có lẽ sinh viên sẽ sợ hãi hoặc cảnh giác. Nhưng chiếc xe xông vào trường là một con xe thể thao vô cùng xịn sò thì mọi sinh viên không những không sợ, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hứng thú, ai ai cũng vây quanh chụp ảnh. Sau khi xuống xe, Tần Lâm xông vào giảng đường. Nhìn thấy bên trong giảng đường có một nhóm nữ sinh vây quanh một chỗ, Tần Lâm lập tức nổi giận, đạp một cước, không biết là ai đen đủi bị đạp trúng, sau đó những người bên cạnh đều bị đánh bay. Sau vài tiếng kêu thảm thiết, anh đã dẹp được một con đường để đi vào trong, nhìn thấy Vương Đông Tuyết quần áo không chỉnh tề ngồi co ro dưới bàn. Đông Tuyết! Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Vương Đông Tuyết ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ. Anh Tần! Tần Lâm lật bàn lên, cởi áo khoác ra bọc Vương Đông Tuyết lại, ôm trong lòng. Không sao rồi, tôi đến rồi. 1 giờ trước, Vương Đông Tuyết vẫn còn cười vui vẻ cùng anh ăn cơm, không ngờ chưa bao lâu sau đã trở nên như này. Tần Lâm vô cùng tức giận, nhìn đám nữ sinh trước mặt, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Nhìn cái gì mà nhìn, mày thì giỏi lắm đấy, mày có biết bạn trai của tao là ai không? Là Khôn thiếu gia của Nam Thành, biết điều thì mau quỳ xuống cho tao, nếu không tao cho mày biết tay. Lưu Bình Bình chẳng hề có gì hối hận, vẫn tỏ ra cao cao tại thượng, vô cùng kiêu ngạo. Tần Lâm lạnh lùng nhìn cô ta, nói. Tôi nhớ đã từng cảnh cáo cô. Đừng động đến Vương Đông Tuyết, cô đúng là mau quên nhỉ. Tần Lâm bước từng bước về phía cô ta, Lưu Bình Bình vẫn không hề sợ hãi. Thằng khốn, mày nghĩ mày là ai, tao nói cho mày biết,
bạn trai tao. Bốp! Chẳng đợi cô ta nói xong, Tần Lâm đột nhiên giơ chân đạp qua. Cú đá mạnh mẽ, đạp trúng bụng dưới của Lưu Bình Bình. Bốp một tiếng, Lưu Bình Bình bay văng ra, đập mạnh vào cửa sổ dày ba lớp cũng bị vỡ vụn. Khắp người Lưu Bình Bình đầy máu và mảnh vụn thủy tinh, cô ta văng ra khỏi giảng đường, rơi trên mặt đất. Mọi người lập tức sững sờ, cước này độc ác quá. Cước này của Tần Lâm thật sự khiến người khác kinh ngạc, Lưu Bình Bình yếu ớt như vậy nhưng vẫn là một người nặng hơn 50 cân, thế mà anh có thể dùng một cước đá cô ta văng ra xa đến vậy. Con người có thể có sức mạnh như này sao? Lưu Bình Bình cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, quần áo bị mảnh vỡ thủy tinh cắt thành nhiều đường, trên mặt, trên người cũng đầy mảnh vụn thủy tinh, mặt đầy máu tươi, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể nào tin nổi, cô ta nằm trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng đau nhức, không động đậy nổi. Chỉ có thể lùi về phía sau một chút, trong mắt đầy sự sợ hãi. Sau đó, Tần Lâm đi về phía Vương Tuệ Tuệ. Vương Tuệ Tuệ vẫn đang cầm điện thoại để quay video. Thích quay video lắm sao? Tần Lâm dễ dàng lấy được chiếc điện thoại trên tay cô ta, sau đó quay ống kính về phía cô ta. Rồi giơ chân đạp cô ta. Bốp! Lại một chiếc cửa kính nữa bị vỡ, Vương Tuệ Tuệ cũng bay văng ra giống y hệt như Lưu Bình Bình lúc nãy. Mảnh vỡ thủy tinh cắt nát quần áo trên người, quần áo rách dưới nằm trên sân tập, trông vô cùng chật vật. Người cuối cùng là Lý Lan. Tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi, xin anh tha cho tôi. Nhìn thấy hai người chị em của mình thảm như vậy, Lý Lan sợ nhũn người, người họ Tần này sao mạnh như thế. Ngay cả vệ sĩ lợi hại nhất mà bọn họ từng gặp cũng không mạnh bằng Tần Lâm. Tần Lâm cười lạnh lùng, cầu xin phải không? Khi Đông Tuyết cầu xin mấy người có tha cho cô ấy không? Lý Lan cứng đờ mặt, một giây sau, Tần Lâm lại tung cước. Lý Lan bay như viên đan xuyên qua cửa sổ giảng đường, đập vỡ cửa kính, bay thẳng ra ngoài sân tập. Trong phòng chỉ còn mấy bạn học đang trố mắt nhìn đứng đấy không động đậy. Tần Lâm quét mắt nhìn bọn họ đều run lên. Dám bắt nạt Vương Đông Tuyết, ba người Lưu Bình Bình là chủ mưu. Nhưng những bạn học kia cũng chạy không thoát. Ba cước lúc này đã đủ để khiến mọi người khuất phục, Tần Lâm chỉ đứng đó cũng đủ làm bọn họ sợ hãi, ai ai cũng run như cầy sấy, không dám ho he. Tự tát mình, tôi chưa bảo dừng thì không được dừng. Tần Lâm nói xong, mấy cô gái do dự một chút, sau đó từng người một bắt đầu tự tát lên mặt mình. So với ba người Lưu Bình Bình, mấy cái tạt này đã là hình phạt đơn giản rồi. Lưu Bình Bình nằm bên ngoài, mặt vô cùng khó coi. Vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho Khôn thiếu gia. Khôn thiếu gia, em bị đánh, anh mau gọi người đến trường học. Khôn thiếu gia vừa nghe xong lập tức đồng ý. Lưu Bình Bình ngồi co quắp trên mặt đất, toàn thân như bị tháo tung ra vậy, nhất là một cước kia của Tần Lâm khiến cô ta đau muốn chết. Có điều đã như vậy rồi, cô ta vẫn phải nghiến răng, hung ác nói. Vương Đông Tuyết, đôi cẩu nam nữ bọn mày đợi đấy, tao sẽ cho bọn mày biết tay. Tần Lâm ôm Vương Đông Tuyết dậy. Đi qua người bọn họ. Được, tôi chờ. Nói xong, Tần Lâm dìu Vương Đông Tuyết lên xe. Vài phút sau, một chiếc xe van dừng ở trước cổng, cửa xe được mở ra, mấy người đàn ông trông hung ác đi xuống, dẫn đầu là Khôn thiếu gia từng tranh giành bàn với Tần Lâm ở nhà hàng. Nhìn thấy Lưu Bình Bình bị đánh thảm như vậy, Khôn thiếu gia lập tức nổi giận. Mẹ kiếp, thằng nhãi, con mẹ nó, mày dám động vào người phụ nữ của tao, mày muốn chết hả? Lời vừa dứt, mấy người đàn ông lập tức vây quanh Tần Lâm. Dù sao cũng là dân du côn, khí chất sẽ khác hoàn toàn sinh viên, mấy người đàn ông này vừa xuất hiện, sinh viên xung quanh lập tức lùi về sau, không dám lại gần. Một tên côn đồ trong đám đó đột nhiên thấy Tần Lâm có hơi quen mắt, có điều cũng không dám nhận người, gã hơi lùi về sau mấy bước, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi gửi cho Long Ích Huy. Ông Long, người này trông khá quen mắt, ông xem. Long Ích Huy lập tức gọi điện thoại cho gã. Mẹ kiếp, người này là Tần Đại Sư, mấy người muốn chết hả? Sắc mặt tên du côn lập tức thay đổi, Tần Đại Sư. Người mà ông Long gọi là Tần Đại Sư là người mà gã không thể dây vào. Nghe đến đây, gã vội vàng lùi về sau, cách xa chỗ này. Đám mà Khôn thiếu gia tìm đều là loại tạp nham, không có tổ chức, vậy nên bọn này nhất định không dễ thương lượng, gặp chuyện liền bỏ chạy, dù cho người khác có sống hay chết. Đắc tội Tần Đại Sư, mấy người này chắc tiêu đời rồi. Nhìn thấy có người bỏ chạy, Khôn thiếu gia lạnh lùng hừ một tiếng, mấy tên côn đồ này chẳng có tí nghĩa khí nào cả,
cầm tiền mà dám chạy. Đúng là biết làm trò, cả đám vây quanh một người, còn bị người đó dọa sợ mà bỏ chạy. Khôn thiếu gia đỡ Bình Bình dậy, thằng chó chết, dám ra tay với người phụ nữ của tao, hôm nay nếu mày không quỳ xuống dập đầu 100 lần thì tao sẽ đánh mày tàn phế. Khôn thiếu gia vừa nói xong câu này chưa bao lâu, đột nhiên hai chiếc xe chạy như bay đến, một Land Rover, một chiếc Prado. Đều là xe Việt dã, tốc độ rất nhanh, két một tiếng, dừng ngay cổng trường học. Cửa xe mở ra, một người vội vàng bước xuống, người này đeo kính râm, mặc âu phục đen, sải bước lại gần, trên đầu thậm chí còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh. Long Ích Huy bước đến trước mặt Tần Lâm, vội vã cúi đầu nói, Tần Đại Sư, xin lỗi, tôi quản lý không tốt, để mấy tên rác rưởi này quấy rầy cậu. Không cần nói đến khí chất của Long Ích Huy, chắc chắn mạnh hơn đám côn đồ kia rồi, vừa nhìn là biết là người có máu mặt. Có điều Khôn thiếu gia không biết ông ta, anh ta nhíu mày, hét lớn. Mẹ kiếp, ông là ai, ông giả bộ cái gì? Long Ích Huy quay đầu, lạnh lùng nhìn Khôn thiếu gia. Không biết tôi đúng không? Khôn thiếu gia lạnh lùng hừ một tiếng, một tên ất ở như ông mà cũng đáng để tôi biết đến hả? Khóe miệng Long Ích Huy cong lên, hung ác nắm chặt nắm đấm, đang chuẩn bị nói. Thì một người khác lại xuống xe, Đoàn Bảo Đông tôi có đáng để cậu biết đến không? Lời vừa dứt, sau chiếc Prado cũng có mấy người đến. Còn có Bùi Lương tôi, mấy tên côn đồ vây quanh Tần Lâm lập tức trợn tròn mắt. Anh Đông, Bùi đại ca, đây là đội hình cao cấp đó. Cái này giống như mấy người bình thường làm trong ngành thương mại điện tử đột nhiên được gặp rách ma vậy, bọn họ kinh ngạc không nói nên lời. Khôn thiếu gia mặc dù không phải người trong giang hồ nhưng anh ta cũng từng nghe qua tên của Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, lời nói có chút run rẩy. Anh Đông, Bùi đại ca, hai ông là, hai người không thèm quan tâm anh ta, mà đi thẳng tới trước mặt Tần Lâm, cung kính nói. Tần đại sư, cậu không sao chứ ạ? Lúc này, Vương Đông Tuyết cũng xuống xe, cô mặc quần áo Tần Lâm, khóe mắt vẫn còn vương vài giọt lệ, cô nói. Anh Tần, em không sao, hay là thôi đi vậy? Tần Lâm quay đầu, chỉ vào Vương Đông Tuyết nói. Đây là bạn gái tôi hy vọng cô ấy về sau không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Giọng điệu của Tần Lâm không hiền lành gì, khiến Bùi Lương và Đoàn Bảo Đông sợ giật mình, vội vàng cúm núm nói. Vâng, nói xong, Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương quay đầu, dặn dò thuộc hạ. Từ ngày hôm nay, mỗi ngày sẽ có 4 người đứng ở cổng trường luân phiên bảo vệ cho Tần phu nhân, còn có thêm 4 bảo vệ có năng lực sẽ ngầm bảo vệ, nếu xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn thì mấy người biết hỏi tội ai rồi ấy. Vâng, nói xong Đoàn Bảo Đông lạnh lùng nhìn đám côn đồ vây quanh Tần Lâm, nhíu mày. Đám phế vật bọn mày còn ở đây làm gì? Mấy tên côn đồ đang run cầm cập, vội vàng cụp đuôi chạy. Đoàn Bảo Đông đích thân lấy một cây gậy đánh hết rồi đấy, tôi là bạn trai của Vương Đông Tuyết, nếu như về sau ai dám bắt nạt cô ấy, dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi bảo đảm sẽ cho người đó sống không bằng chết. Nói xong, Tần Lâm đi đến trước mặt ba người Lâm Bình Bình, rút ra ba cây kim bạc, cắm ở trên đầu gối phải của ba người. Ba người lập tức kêu gào thảm thiết. Dù sao Tần Lâm cũng là thần y, công phu của anh rất lợi hại, có những lúc một cây kim trên tay anh còn có tác dụng hơn một cây côn. Ba cây kim bạc đâm xuống, khiến cho ba cô nữ sinh đau đớn vô cùng, đám người Lưu Bình Bình lăn lộn trên mặt đất cả tiếng đồng hồ, cuối cũng mới mặt mày tái nhợt mà nằm yên, mặt toát đầy mồ hôi lạnh. Trên gương mặt bọn họ đều là bụi đất, trộn lẫn với mồ hôi tạo thành bùn, mà bọn họ vẫn chẳng hề hay biết. Sau đó, cơ thể Lưu Bình Bình co quắp một cái. Muốn động đậy nhưng phát hiện ra không thể nào cử động đôi chân. Chân tôi. Lúc này Tần Lâm mới rút kim bạc ra, hiện nay chân cô ta không hề cắm kim nhưng đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Cảm giác này khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi, ba người bắt đầu điên cuồng giãy giụa trên mặt đất, lúc này trong lòng bọn họ chỉ còn lại sự sợ hãi về một tương lai phải sống cuộc sống của người tàn tật. Bọn họ hối hận chồng chất, tại sao bọn họ lại bắt nạt Vương Đông Tuyết chứ? Mấy người họ đã nhận được sự trừng phạt, Tần Lâm cũng kéo Vương Đông Tuyết lên xe, nghênh ngang mà đi dưới sự mở đường đám người Đoàn Bảo Đông. Cảnh lúc nãy của Tần Lâm trấn áp không ít người, hôm nay chuyện Lưu Bình Bình thảm như vậy nhanh chóng được truyền khắp trường. Ba cô gái vốn là trùm trường, bọn họ không chỉ bắt nạt một mình Vương Đông Tuyết mà còn bắt nạt rất nhiều người khác nên chuyện này cũng được coi là khiến người khác vui vẻ, sảng khoái. Vương Đông Tuyết cũng được vang danh khắp trường, ai cũng biết không chọc được vào cô gái này. Sau này chắc không ai dám bắt nạt cô ấy nữa.
Đưa Vương Đông Tuyết về nhà xong, may mà cô ấy không bị sốc, có điều chuyện hôm này thực sự khiến cô ấy vô cùng kinh ngạc. Anh Tần, mấy người kia làm nghề gì vậy? Đoàn Bảo Đông, Bùi Lương và cả Long Ích Huy nữa, ba người xuất hiện lúc sau trông có vẻ không đơn giản, chẳng phải anh Tần là bác sĩ sao, sao lại quen mấy người trong giang hồ đó? Tần Lâm nói, anh từng chữa bệnh cho bọn họ, cũng có chút quan hệ. Ồ, hóa ra là vậy, cách giải thích này cũng hợp tình hợp lý. Về đến nhà, Vương Đông Tuyết nằm trên giường, Tần Lâm bắt mạch cho cô ấy, may mà cô ấy vẫn luôn trốn ở dưới bàn, nên không bị thương, chỉ bị chảy ra một chút thôi. Uống xong bát canh gừng liền chuẩn bị ngủ. Vương Đông Tuyết nằm trên giường, đột nhiên kéo tay Tần Lâm, mím môi nói. Anh Tần, anh có thể đợi em ngủ xong rồi mới đi không? Được, Tần Lâm ngồi trên giường, Vương Đông Tuyết đắp chăn, nhắm mắt, hai tay túm góc áo của Tần Lâm, hô hấp bắt đầu ổn định. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp như này, Tần Lâm khó có thể không rung động, Vương Đông Tuyết như một con thỏ trắng vậy, trong trắng đáng yêu. Đột nhiên, điện thoại rung lên, Tần Lâm vừa rút ra xem, là Diệp Văn Nhi gửi tin nhắn. Anh Tiểu Lâm, buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ hình như không được tổ chức nữa, anh có đọc tin tức không? Tần Lâm sững sờ, không thể tổ chức. Lúc trước Diệp Văn Nhi và Trần Thục còn hẹn Tần Lâm đi xem buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ, bây giờ cũng sắp đến ngày rồi, sao lại không được tổ chức? Ngày thường Tần Lâm rất ít xem tin tức về giới giải trí, dù cho sau khi quen Tô Văn Kỳ cũng chỉ thỉnh thoảng mới lướt qua, giới giải trí xảy ra việc gì anh cũng không quan tâm. Diệp Văn Nhi đã nói như vậy, Tần Lâm mới mở Facebook ra, xem tin nóng. Quả nhiên mấy tin tức đều liên quan đến Tô Văn Kỳ. Tô Văn Kỳ và Điền Anh tranh giành quyền tổ chức buổi hòa nhạc, Tô Văn Kỳ thất bại. Buổi hòa nhạc ở Đông Hải của Tô Văn Kỳ bị hủy. Sự tranh chấp giữa hai ca sĩ nổi tiếng Tô Văn Kỳ và Điền Anh. Điền Anh này là một ngôi sao nữ, tầm ảnh hưởng và lượng fan ngang ngửa Tô Văn Kỳ, danh tiếng hai người cũng như nhau, chỉ có điều Điền Anh có tuổi nghề lâu hơn, vào nghề sớm hơn, Tô Văn Kỳ thì còn trẻ, nhận được sự yêu thích của người trẻ tuổi, vậy nên nhóm fan của hai người không giống nhau. Rất nhiều trang mạng xã hội thường xuyên đùa cợt, gọi sự tranh chấp giữa bọn họ là sự tranh chấp giữa hai ca sĩ nổi tiếng. Tình huống cụ thể như thế nào thì trước nay hai người chưa từng trả lời lại, trên thực tế đúng là có sự tranh chấp giữa hai ca sĩ nổi tiếng. Điền Anh vẫn luôn muốn tranh giành với Tô Văn Kỳ, dù sao cô ta cũng phải thực lực, lăn lộn trong giới ca hát cũng lâu, khi bị lép vế trước một người đàn em thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Tô Văn Kỳ cũng mới vào nghề được vài năm. Có điều dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp và trẻ tuổi nên mới hot nhanh vậy, mấy người theo phái lưu lượng thì thường chẳng hot được bao lâu. Điền Anh vốn cũng nghĩ vậy, nhưng ai ngờ Tô Văn Kỳ lại thuộc phải thực lực, không chỉ xinh đẹp trẻ tuổi mà kỹ thuật ca hát cũng rất tốt, những sáng tác nhiều năm nay có không ít bài hát được ưa chuộng, cô cũng dần dần phát triển thành thiên hậu, trở thành người có thể đứng ngang hàng với Điền Anh. Thậm chí có nhiều người còn cảm thấy Điền Anh sắp chìm rồi, dù sao cũng lớn tuổi rồi. Không thể nào trở thành thần tượng trẻ tuổi được nữa, điều này khiến Điền Anh không chịu nổi. Tô Văn Kỳ vốn tổ chức buổi hòa nhạc ở Đông Hải, Điền Anh cũng làm vậy, hai người chọn ngày tổ chức riêng rẽ, vậy nên không có xung đột gì. Tô Văn Kỳ tổ chức trước, Điền Anh tổ chức sau, chỉ cách nhau có mấy ngày. Nhưng Điền Anh biết chuyện này xong lập tức không vui dựa vào cái gì. Dựa vào cái gì mà cô ấy được tổ chức trước, cô ấy chọn nơi nào, Điền Anh cũng chọn nơi ấy. Cứ như dùng qua đồ của người khác vậy, vô cùng phản cảm. Vậy nên Điền Anh dùng quan hệ, để điều chỉnh lại ngày tổ chức, đổi ngày với Tô Văn Kỳ. Cô ta tổ chức trước, Tô Văn Kỳ tổ chức sau. Nhưng điều này khiến cho lịch sắp xếp của Tô Văn Kỳ có vấn đề, cô ấy còn phải đi làm cameo cho một bộ phim điện ảnh, đồng ý rồi, cũng ký hợp đồng rồi, đột nhiên đổi ngày, không thể để cả đoàn làm phim bị ảnh hưởng chỉ vì cô ấy. Thế nên cô ấy chỉ có thể tạm thời hủy buổi biểu diễn. Chuyện này vừa xảy ra, giới giải trí lập tức dậy sóng. Mối quan hệ giữa hai người vốn không tốt, hiện nay lại xảy ra tranh chấp như thế này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người xảy ra tranh chấp. Tô Văn Kỳ thua dẫn đến fan của cô ấy không hài lòng. Fan của Tô Văn Kỳ vô cùng đông đảo, bọn họ lên tường nhà của Điền Anh để comment chửi rủa, đúng là chẳng nể nang gì ai. Có điều cũng có rất nhiều người thảo luận, nếu xét về thực lực thì Tô Văn Kỳ vẫn kém hơn Điền Anh. Từ việc tranh giành quyền tổ chức buổi hòa nhạc có thể thấy, rõ ràng Tô Văn Kỳ đã đặt ngày trước, cuối cùng phải hủy vì Điền Anh. Mặc dù chỉ ưu tiên thay đổi về ngày, nhưng có thể thấy Điền Anh có quan hệ, có chống lưng. Tần Lâm nhíu mày, nhắn tin cho Tô Văn Kỳ. Sao vậy,
gặp chuyện phiền phức gì à? Vài phút sau, Tô Văn Kỳ mới nhắn lại. Đang buồn đây, Tô Văn Kỳ này vô cùng tinh quái, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy buồn phiền. Cần giúp gì không? Cần anh đưa tôi đi ăn cơm để an ủi tôi. Tần Lâm cạn lời, cô ấy đúng là thẳng thắn thật. Gặp nhau ở chợ đêm, hai người hẹn xong thời gian, chuẩn bị gặp nhau ở chợ đêm. Những chuyện khác ở Đông Hải không dễ giải quyết nhưng nếu chỉ là địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc thì không thành vấn đề. Đến chợ đêm, Tô Văn Kỳ vẫn bộ dạng cũ, đội mũ, đeo kính râm, mặc áo khoác to, ai cũng không thể nhận ra đây là thiên hậu lừng danh. Hai người chọn ăn quán bên lề đường. Xem ra hôm nay tâm trạng của Tô Văn Kỳ không được vui lắm, dù sao thì buổi hòa nhạc bị người ta cướp mất mà đó còn là đối thủ của cô ấy nữa, điều này khiến cô thấy khó chịu. Mới ăn được một tí với Tần Lâm thì đột nhiên quản lý gọi điện đến. Tô Văn Kỳ nhíu mày, bình thường cô sẽ không bắt máy đâu, nhưng bây giờ nói không chừng lại có chuyện gì. Cô ra ký hiệu im lặng với Tần Lâm rồi nghe điện thoại. Chị Điền, có chuyện gì thế? Nghe một lúc Tô Văn Kỳ nhíu mày lại. Được rồi, lát nữa tôi sẽ qua. Tắt điện thoại xong, Tô Văn Kỳ áy náy nói. Xin lỗi anh, chị Điền nói, có vài ông chủ hẹn tôi đi ăn. Muốn giải quyết mâu thuẫn giữa tôi và Điền Anh. Tần Lâm gật đầu, chuyện này rất bình thường, bây giờ dù là Tô Văn Kỳ hay là Điền Anh đều giống như cây rút tiền, có bọn họ là có lưu lượng. Nếu hai bọn họ xảy ra xích mích, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhau, vì thế có ông chủ lớn ra mặt giải quyết, cho bọn họ cơ hội giảng hòa cũng là điều bình thường. Tô Văn Kỳ nhíu mày, cô Điền Anh đó là người tỉnh Hán Đông, có quan hệ với rất nhiều người ở đây. Tôi cứ cảm thấy đây là yến tiệc hồng môn. Tần Lâm nghĩ một lúc rồi nói, hay là tôi đi cùng cô nhé. Tô Văn Kỳ sững sờ, thật sao? Được, vậy anh giả vờ làm trợ lý của tôi đi. Sau khi thương lượng một hồi, hai người lên đường, nhanh chóng đến khách sạn Hoa Tử Kinh, trong phòng bao số 2, Điền Anh và vài ông chủ đang nói chuyện vui vẻ. Điền Anh hỏi, khách sạn Hoa Tử Đinh này sao càng ngày càng vớ vẩn vậy chứ? Có nhiều ông chủ lớn như thế này mà bọn họ lại dám sắp phòng số 2. Mặc dù phòng số 1 và phòng số 2 đều là phòng VIP, có thể nói là sang trọng nhất toàn tỉnh, nhưng cũng có một chút khác biệt, nói ra thì không được hay cho lắm. Một người đàn ông trung niên béo mập mạp nói, không sao, số 1 số 2 cũng đều như nhau, mục đích ngày hôm nay của chúng ta cũng không phải là ăn cơm. Điền Anh gật đầu, lát nữa cô Tô đến không cần giữ thể diện cho cô ta, chỉ là một người mới mà lại không biết điều như thế, nếu chọc tức tôi, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Điền Anh vừa nói xong thì cửa phòng mở ra, Tô Văn Kỳ, chị Điền và Tần Lâm bước vào trong. Bình thường cô ấy sẽ dẫn theo vệ sĩ, nhưng hôm nay đến để giảng hòa, cũng có Tần Lâm đi cùng rồi, vì thế không đem theo vệ sĩ nữa. Sau khi bước vào phòng, bầu không khí trở nên khác lạ, hai nhân vật nổi tiếng trong giới ca sĩ gặp mặt nhau nên cũng có chút ngượng ngùng. Là người quản lý nên chị Điền dẫn họ ngồi xuống, sau đó cười nói. Cô xem chúng ta đều là người một nhà. Lại bắt các ông chủ phải ra mặt, đúng là phiền phức quá. Điền Anh hừ lạnh lùng, cứ họ Điền thì đều là người một nhà sao. Chị Điền có chút lúng túng, mặc dù cô ấy cũng là nhân vật máu mặt trong giới, nhưng Điền Anh là ca sĩ nổi tiếng và có quyền thế, không thể nào đắc tội được, nên cô chỉ đành cười trừ. Ha ha, cùng ngành đều là người một nhà mà. Bầu không khí lại tiếp tục trở nên ngượng ngùng. Sau khi vào trong Tô Văn Kỳ không nói gì, cũng không cởi kính râm. Cô ngồi trên ghế nhìn một cách lạnh lùng thờ ơ. Lúc này, tên béo lúc nãy mới lên tiếng. Hai vị đều là ca sĩ nổi tiếng trong giới, nên hòa hợp thì mới kiếm được tiền. Thế này đi, hôm nay hai người nể mặt Tiêu Hà tôi đi, chúng ta nâng ly trò chuyện, bắt tay làm hòa có được không? Vừa dứt lời chẳng ai lên tiếng, ngày thường Tô Văn Kỳ lạnh lùng như thế, mọi người cũng quen rồi. Còn Điền Anh vì là ca sĩ nổi tiếng có quyền thế nên cũng rất kênh kiệu. Tiêu Hà liếc nhìn hai người họ rồi nói, thế này đi, Tô Văn Kỳ nhỏ tuổi hơn, cô tỏ thái độ trước, kính một ly rượu được không? Vừa dứt lời, im lặng tầm vài giây, Tô Văn Kỳ bỏ kính râm xuống, nhưng vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, thờ cô cầm ly rượu rồi đứng dậy. Đi đến trước mặt Điền Anh, giơ cánh tay lên, coi như là nâng ly kính rượu. Tô Văn Kỳ cũng muốn hòa giải, mặc dù cô không hề sợ Điền Anh, nhưng cứ đấu đá như thế cũng chẳng có lợi gì. Tuy nhiên Điền Anh lại cười khẩy, đây cũng được gọi là kính rượu sao. Nói xong Điền Anh cũng nâng ly, tiện tay hất một rượu vang trực tiếp đổ vào người Tô Văn Kỳ. Cái, mặt chị Điền lập tức biến sắc, cô ấy vội đứng dậy, ỷ gì vậy, gọi chúng tôi đến để hòa giải với cái thái độ này sao?
Tô Văn Kỳ lùi về sau vài bước, rút giấy lau quần áo, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, bình thản. Điền Anh cười khẩy, hòa giải, dựa vào các người mà cũng có tư cách đấu với tôi sao? Nếu quỳ xuống cầu xin, tôi có thể cân nhắc chuyện hòa giải với các người. Mặt chị Điền biến sắc, không ngờ rằng cô Điền Anh này lại ngang ngược như thế, hôm nay gọi Tô Văn Kỳ đến hoàn toàn không có ý muốn hòa giải mà là muốn uy hiếp bọn họ. Vừa dứt lời, Tần Lâm đứng dậy. Trước đó dù sao cũng là chuyện trong giới giải trí, Tần Lâm không tiện nhúng tay vào, anh cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện này, có điều người phụ nữ này dám ra tay vậy thì anh cũng không cần phải khách khí nữa. Sau khi đứng dậy anh đi đến trước mặt Điền Anh rồi lạnh lùng nói. Cô có biết thế nào gọi là rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt không? Mặt Điền Anh hơi biến đổi, anh có ý gì chứ? Còn chưa nói xong Tần Lâm đột nhiên vung tay túm lấy tóc Điền Anh ấn xuống mặt bàn. Bụp một tiếng, mặt đập vào mặt bàn, xương gò má đau dữ dội. Sau đó Tần Lâm lấy chai rượu trắng ở bên cạnh, rót thẳng vào trong miệng Điền Anh, cô ta bị giữ chặt không thể nào thoát ra được. Tay của Tần Lâm ấn vào đầu cô ta giống như hòn núi lớn vậy. Chai rượu nhét vào miệng, không thể nào dãy dụa được, rượu trắng tuôn xuống họng, cái vị cay kích thích khiến cô ta ho sặc sụa rồi nôn khan, bị ép uống nửa già chai rượu trắng. Mấy ông chủ đứng bên cạnh há hốc mồm, tên trợ lý của Tô Văn Kỳ to gan thật đấy, lại dám ra tay. Anh rồi sao, dừng tay. Xốc hết một chai rượu xong Tần Lâm mới thả tay ra, Điền Anh ngồi tê liệt trên ghế, mặt đỏ ửng, họ liên tục. Chúng ta đi thôi, Tần Lâm kéo tay Tô Văn Kỳ, chị Điền đi theo sau, ba người ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài cửa, chị Điền nhíu mày, cậu kích động quá rồi đấy. Cho dù cậu có quan hệ gì với Văn Kỳ thì cũng không nên dùng cách này để giải quyết vấn đề chứ. Cậu làm vậy chẳng phải sẽ hủy hoại tiền đồ của Văn Kỳ sao? Cậu biết đám người lúc nãy là ai không, đắc tội với bọn họ, sau này Văn Kỳ có thể sống yên ổn sao? Thấy quan hệ thân mật giữa Tần Lâm và Tô Văn Kỳ nên chị Điền mới nói nhẹ nhàng như thế, nếu đổi lại là người khác, cô đã sớm mắng té tát rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.